Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review, ở tập trước, sau khi được rất nhiều người giúp đỡ, cuối cùng tiêu viêm cũng đã không để mọi người thất vọng, đột phá đến đầu tiên, và thành công tiêu diệt được huyết hoàng của huyết thần giới. Giải quyết xong, tiêu viêm lập tức cung kính đối với Long Hoàng ôm quyền nói, đa tạ tiền bối tương trợ, Long Hoàng thấy thế cười một tiếng, lập tức nâng tay tiêu viêm lên, chuyện này cũng không phải là ta trợ giúp ngươi, mà là ngươi đã cứu chúng ta nha, Long Hoàng cười nói, trong lời nói cũng là đối với tiêu viêm tràn đầy lòng biết ơn lần này nếu không phải có tiền bối trợ giúp, chỉ sợ vãn bối cũng không có khả năng có cơ hội đột phá, càng không khả năng chiến thắng huyết hoàng. Tiền bối có gì cần vãn bối làm, văn bối tuyệt bất thôi trì. Tiểu gia hỏa ngươi lần này ta đến tương trợ, không chỉ bởi vì tiên đoán của đại tế ti còn là vì ngươi đã cứu long tộc lão tổ, phải cảm ơn hẳn là long tộc ta mới đúng. Nếu không phải ngươi diệt trừ huyết hoàng, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, huyết hoàng cũng sẽ tìm tới long tộc chúng ta cho nên ngươi không cần từ chối đại chiến đã kết thúc không bằng tới long tộc ta làm khách uống không say không nghỉ long hoàng sau khi bị thương sắc mặt mặc dù có chút không tốt nhưng hiện tại vui sướng chiến thẳng đã khiến hắn quên đi hết thảy thương thế vậy vãn bối ở đây tạ tiền bối bất quá vãn bối còn có việc gấp nhất định phải lập tức xử lý mới được chờ sự tình giải quyết xong vãn bối sẽ lại cùng tiền bối uống không say không nghỉ Tiêu Viêm ôm quyền nói, thời gian giải quyết huyết hoàng đã tiêu hết không ít thời gian, thương thế của Nhân Ngư Vương không còn bao nhiêu thời gian, Tiêu Viêm nhất định phải cấp tốc tìm tới cửu chuyển nhất bàn quả mới được, chuyện gì quan trọng như vậy, cứ nói đừng ngại. Long Hoàng nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng có chút nóng nảy dò hỏi, Nhân Ngư Vương thân chịu trọng thương, nhu cầu cấp bách là cần cửu chuyển nhất bàn quả, nghe nói lấy ở trong dược viên di tích viễn cổ dược tộc lưu lại, Tiêu Viêm đối với Long Hoàng nói, sau khi nói xong muốn quay người đi vào di tích đi tìm, lại bị Long Hoàng kêu dừng, thì ra là thế, cửu chuyển nhất bàn quả tại Long tộc cũng khan hiếm, bất quá một hai cái, vẫn là cầm ra được, ngươi hiện tại cần dùng gấp, ta liền cho ngươi trước, nếu thật sự tìm được dược viên, đến lúc đó đừng quên trả lại cho ta." Long Hoàng nói xong, trong tay lóe lên, xuất hiện hai cửu chuyển nhất bàn quả nơi tay, sau đó không chút do dự đưa tại trước mặt Tiêu Viêm, đa tạ tiền bối khẳng khái giúp đỡ, vậy vãn bối cũng không từ chối, chờ vãn bối tìm tới cửu chuyển nhất bàn quả nhất định dâng lên vậy chúng ta cũng không cần tại chậm trễ trước đi cứu nhân ngư vương tiêu viêm tiếp nhận cửu chuyển nhất bàn quả từ trong tay long hoàng cúi đầu thật sâu biểu thị lòng biết ơn đối với long hoàng tiểu hồng đi tiêu viêm nhẹ nhàng la lên một tiếng sau một lát liền nghe trong nước biển chuyển đến tiếng oanh minh một bóng đen sau lưng kéo lấy bạch tuyết thật dài lao vụt mà đến cuối cùng đứng tại trước mặt tiêu viêm cái thứ này là gì tốc độ vậy mà nhanh như thế chỉ sợ so với long tộc chúng ta ở trong nước tốc độ cũng không kém cỏi chút nào, thứ này cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, từ đâu tới, làm sao làm, Tiêu Viêm đến tột cùng là bối cảnh gì, tuổi còn trẻ đã đột phá đấu tiên liền đã dọa người rồi, lại còn có nhiều bảo vật mà chúng ta thấy đều chưa thấy qua, đây là quái vật, long tộc ở bên cạnh xem như được mở rộng tầm mắt, đồ chơi hiếm có này là cái gì, Long Hoàng có chút hăng hái mà hỏi, vật này liền ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua, ha ha, vật này tên là Giao Long Hào, xem như một loại công cụ di động đi chất liệu tạo nên ta cũng không rõ ràng lắm, là một vị tiền bối tặng cho, mà lại ở trong nước tốc độ di chuyển rất nhanh, cũng thật thuận tiện, tiêu viêm cười giải thích nói, Long Hoàng sau khi nghe xong cũng là kinh dị tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiền bối, vậy vãn bối liền xin cáo từ trước, chờ ta làm xong việc sẽ đến phủ của tiền bối gửi tới lời cảm ơn, tiêu viêm cũng không có tại cùng Long Hoàng nói chuyện quá nhiều, chào hỏi mọi người rồi toàn bộ đều tiến vào bên trong giao Long Hào, trước đó mấy người trong chiến đấu đều phụ tổn thương thương thế cũng không nhẹ, cũng còn chưa khỏi hẳn, tiến vào giao long hào về sau lập tức liền ngồi xếp bằng xuống tiếp tục chữa thương, mà Tiêu Viêm ngược lại là không có gì đáng ngại, lần này thu hoạch lớn nhất của Tiêu Viêm tự nhiên là thành công tiến vào đấu tiên, nhưng Tiêu Viêm vẫn không vừa lòng, nhất tinh đấu tiên đúng là rất cường hãn, đối phó với cấp độ phía dưới đấu tiên hoặc là đồng cấp dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng rất khó nói đến cấp độ thực lực của địch nhân đến từ huyết thần giới, tất nhiên không có khả năng có thực lực như huyết hoàng, cho nên Tiêu Viêm không thể khinh thường. Tiêu Viêm còn đang trầm tư, bỗng nhiên một đạo quang mang chẳng biết từ đầu mà đến, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt tiêu viêm một cái điểm sáng màu xanh lam lơ lửng tại trước mặt tiêu viêm trên dưới bãi động tiêu viêm giật mình nhưng vẫn chưa cảm giác được có bất kỳ địch ý nào thăm dò tính duỗi ra ngón tay trên lam sắc quang điểm nhẹ nhàng điểm một cái tràng cảnh bốn phía của tiêu viêm bỗng nhiên thay đổi tràng cảnh này để tiêu viêm có chút cảm giác quen thuộc cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân đúng như là chỗ bong tàu mà tiêu viêm cảm nhận được nhưng đây không phải vô ủy phương chu của hắn tiêu viêm rất nhanh liền nhận ra được đây là quỷ phủ phương chu của thiên tàng vương quỷ phủ phương chu tiêu viêm nói xong chính mình cũng giật mình bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, trước mắt nhìn thấy đều chỉ là giả tượng, mà không phải thực thể, bởi vì hắn có thể sờ đến vách khoang giao long hào, đi hai bước liền phát giác được đây không phải là quỷ phủ phương chu thật, bỗng nhiên, một tiếng khóc của hải nhi thanh thúy vang vọng bốn phía, tiêu viêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tự hồ ý thức được cái gì, trên mặt phun lên sợ hãi lẫn vui mừng, kích động kém chút nhảy dựng lên. Hình tượng xuất hiện, thân ảnh Thiên Tàng Vương vẫn như cũ cầm hồ lô rượu, ở ngoài cửa chờ đợi, trên mặt cũng là có chút vẻ lo âu, bất quá theo tiếng hải nhi khóc nỉ non vang lên, trên mặt vẻ sầu lập tức tiêu tán rất nhiều, đồ nhi của ta, rốt cục đã ra đời rồi, thiên tàng vương trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc, sau đó ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía tiêu viêm, hắn giống như có thể trông thấy tiêu viêm, tiểu tử, ngươi phúc phận không cạn, chúc mừng ngươi, lại thêm một đứa con gái, mẫu nữ bình an, thiên tàng vương đối với tiêu viêm trêu ghẹo nói, tiêu viêm nghe xong kích động muốn đi qua, bất quá lập tức kịp phản ứng, chính mình chỉ là thân ở hoàn cảnh, cũng không hề rời đi khỏi giao long hào, đa tạ tiền bối dốc lòng chăm sóc, tiêu viêm ôm quyền nói nhưng thiên tàng vương lại không có bất kỳ phản ứng nào tiêu viêm lập tức biết được đây chỉ là hình ảnh lưu lại thiên tàng vương tiếng hài nhi khóc rất là to rõ cơ hồ truyền khắp toàn bộ quỷ phủ phương chu lại một đường nghe không được lời nói của tiêu viêm thanh quang từ trong phòng bắn ra thanh âm khóc nỉ non dần dần biến mất hình tượng lại lần nữa nhất chuyển liền nhìn thấy khuôn mặt của huân nhi có chút tiểu tụy trong ngực ôm một đứa bé tiểu hài tử toàn bộ mặt thịt cục cục hai mắt mở thật to tay nhỏ lung tung chụp tới huân nhi đi tới trước mặt tiêu viêm trên mặt tràn đầy tình thương của mẹ ôm lấy nữ nhi của bọn hắn giống như đang đi tới tiêu viêm Tiêu Viêm thấy vừa cảm động vừa cao hứng vươn tay muốn ôm con của hắn, nhưng làm sao cũng không đụng tới được, nhìn khuôn mặt tiểu tụy của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng là vô cùng đau lòng, "Sư phụ, người xác định Tiêu Viêm ca ca có thể trông thấy ta cùng nữ nhi của chúng ta sao?" Huân Nhi tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng, quay đầu nhìn về phía Thiên Tàng Vương hỏi, "Yên tâm đi, chẳng lẽ sư phụ còn gạt ngươi sao? Đoạn hình tượng này sẽ lấy hình thức ký ức truyền đi cho tiểu tử." Thiên Tàng Vương uống một hớp lớn hồ lô, dựa khoát tay áo nói, "Huân Nhi nghe vậy thì là an tâm cười cười, cúi đầu nhìn hài tử, trên mặt tràn đầy tràn đầy tình thương của mẹ, Tiêu Viêm ca ca, thật xin lỗi, thời khắc thế này không thể tại bên cạnh chàng, con của chúng ta rất khỏe mạnh, Huân Nhi cúi đầu lẩm bẩm nói, hốc mắt trong lúc nhất thời có chút hồng nhuận, có thể là có chút áy náy, có lẽ là bởi vì quá tưởng niệm Tiêu Viêm, Tiêu Viêm trong lòng khẽ giật mình, giờ phút này hắn rất muốn đem Huân Nhi ôm vào trong ngực, cái mũi chua chua, nhìn hài nhi, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt tiểu tụy của Huân Nhi, hậm rãi vươn tay, cách không vuốt ve gương mặt nàng, cô nàng ngốc, nên nói xin lỗi chính là ta mới phải tại thời điểm này không thể ở cùng nàng được vất vả cho nàng rồi tiêu viêm trên mặt nổi lên nụ cười hạnh phúc tiêu viêm ca ca còn có một việc huân nhi cũng rất xin lỗi ta thiện tự làm chủ lấy danh tự cho nữ nhị gọi nguyệt ly vừa vặn nghe rất tốt ha huân nhi mang theo tiếu dung phẳng phất tiêu viêm giờ phút này đang đứng ở trước mắt nàng tiêu viêm nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu rất êm tai tiêu viêm vẫn là một mình thì thào trên mặt chẳng biết lúc nào đã rơi nước mắt hắn đã cha của hai đứa bé bây giờ nguyệt ly chính là đứa con thứ ba của hắn thân làm cha tiêu viêm tự nhiên vô cùng cao hứng vui đến phát khóc cũng là bình thường, hình tượng lại lần nữa nhất chuyển, tiểu nữ hài đã một tuổi, đang tập đi, trong miệng tùy thời ia ra, huân nhi bất đắc dĩ, đành phải đi theo đằng sau hài tử, để tránh ngã, hài tử tinh nghịch thỉnh thoảng ghé vào trên thân thiên tàng vương, ôm bầu rượu của thiên tàng vương ngủ say, bộ dáng rất là đáng yêu, hình tượng không ngừng chuyển đổi, tiêu viêm cơ hồ là nhìn tận mắt quá trình nguyệt ly chậm rãi trưởng thành, chỉ chớp mắt, nguyệt ly cũng đã 12 tuổi. Bất quá trên thân Tiêu Nguyệt Ly lại bị quấn đầy băng vải màu trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt tím và xanh lam, cùng hai cái bím tóc đuôi ngựa, hai chân cách mặt đất, ngồi tại trên một thanh liêm đao màu tím đen, liêm đao thậm chí so với Nguyệt Ly lớn hơn đến tận một lần, một tay cầm hồ lô rượu của Thiên Tàng Vương, thỉnh thoảng đổ rượu ra, rượu dài đầy đất, Nguyệt Ly đem hồ lô rượu trả lại cho sư phụ, Thiên Tàng Vương tại sau lưng, một mặt bất đắc dĩ, tựa hồ không có biện pháp nào chống đối lại với cô nàng này, sư phụ sư phụ, cái hồ lô này đến cùng chứa bao nhiêu rượu vậy, làm sao đổ ra hoài mà không hết, Tiêu Nguyệt Ly thanh âm nãi thanh nãi khí hỏi, hai cánh tay ôm hồ lô rượu dùng sức đổ rượu trong hồ lô ra nguyệt ly đừng nghịch ngợm nữa đem hồ lô rượu trả lại cho sư phụ giờ phút này huân nhi xuất hiện hơi giận nói tiêu nguyệt ly bị huân nhi răn dậy về sau đành phải ngoan ngoãn xào xào đem hồ lô trả lại cho thiên tàng vương chợt chính là nhìn thấy thiên tàng vương mang theo tiêu nguyệt ly biến mất tại bên trên phương chu huân nhi lại đi tới trước mặt tiêu viêm sắc mặt đã kinh biến đến mức hồng nhuận vài chục năm thoáng một cái đã qua huân nhi thân thể tự nhiên điều lý rất tốt căn bản nhìn không ra đã là mẹ của một đứa trẻ trên thân cũng tản ra khí tức không kém, Tiêu Viêm vừa cảm thụ, Huân Nhi đĩ nhiên đột phá đến Bát Tinh đấu đế, để Tiêu Viêm cực kỳ kinh ngạc, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi hiện tại đã tu luyện tới Bát Tinh, hắn là sẽ không lại kéo Tiêu Viêm ca ca lui về sau nữa, hi hi, Huân Nhi tiếu dung sán lạn, theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, Huân Nhi cũng dần dần tìm được tự tin, đi vào đấu đế đại lục về sau, nhớ tới đoạn thời gian bị đan diễm giam cầm, để Huân Nhi vẫn luôn canh cánh trong lòng, thẳng đến hiện tại trong lòng sự lo lắng này mới chậm rãi tán đi, thật là có chút biến thái, Tiêu Viêm trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngoại tốc độ phát triển này, thật là khiến người ta cảm thấy khủng bố, chiếu tốc độ như vậy trưởng thành tiếp, chỉ sợ không bao lâu, Huân Nhi liền có thể vượt qua hắn. Tiêu Viêm ca ca, băng vải trên người Nguyệt Ly không phải là bị thương đâu, sư phụ nói, Nguyệt Ly thể nội có thần huyết, nhất định phải đem phong ấn, nếu không Nguyệt Ly sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có đợi đến khi thực lực Nguyệt Ly đạt tới tình trạng có thể khống chế thần huyết, mới có thể gỡ xuống băng vải, cho nên Tiêu Viêm ca ca không cần phải lo lắng, Nguyệt Ly đã 12 tuổi, thực lực cũng đạt tới bát tinh rồi, Huân Nhi chậm rãi nói, sau khi nói xong, Tiêu Viêm nghe xong trên mặt biểu lộ có thể nói là khiếp sợ không gì sánh nổi, 12 tuổi liền đến bát tinh, ta đây là đã sinh ra cái gì, con của ta so một cái gì cũng không hợp thói thường, Tiêu Viêm kinh hãi kém chút không có đặt mông ngồi xuống, thậm chí một nháy mắt có một cái ý nghĩ cổ quái, nếu như sinh nhiều thêm mấy đứa bé, chẳng phải là đã nguyên một lực lượng cường giả thiên tài đứng đầu rồi sao? Hình tượng lại chuyển, chuyển đến cảnh Tiêu Nguyệt Ly ngồi tại trên đầu Thiên Tàng Vương, kéo mấy sợi dâu của thiên tàng vương khiến hẳn nhe răng trợn mắt nhưng vô luận tiêu nguyệt linh ư thế nào nghịch ngợm thiên tàng vương đều chưa hề phát giận nghĩ lại mỗi lần bị huân nhi nhìn thấy liền không thể thiếu dừng lại quát lớn bất quá vô luận huân nhi như thế nào quát lớn tiêu nguyệt ly chỉ cần thời điểm huân nhi không có ở đây thì cô gái nhỏ bản tính liền bạo phát khiến tiêu viêm dở khóc dở cười xem ra cô nàng này cũng là quỷ nghịch ngợm cùng tiêu tiêu và tiêu lâm khác nhau rất lớn tiêu viêm khế cười nói Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm rất hiểu chuyện, Tiêu Tiêu khi còn bé cũng nghịch ngợm, bất quá cùng Tiêu Nguyệt Ly so ra quả thực là tiểu vu gặp đại vu, rầm rầm rầm, hình tượng lại lần nữa nhất chuyển. Tiêu Nguyệt Ly đã 18 tuổi, băng vải trên thân quấn lấy, cũng không cách nào che lấp dáng người duyên dáng yêu kiều của Tiêu Nguyệt Ly, tóc dài màu hồng, nhìn qua lại có chút đáng yêu, nhắc tới cũng kỳ quái. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đều là nhân loại, cũng không có dị tộc huyết mạch gì, vì sao Tiêu Nguyệt Ly lại có tóc dài màu hồng? khi còn bé vẫn không cảm giác được càng lớn lên thì hiện càng rõ khả năng con đường về sau của tiêu nguyệt ly cũng sẽ không đơn giản bên trên quỷ phủ phương chu tiếng nổ trận trận vang vọng bốn phía nổ là một mảnh hỗn độn tiêu nguyệt ly khiêng liêm đao cho dù trưởng thành liêm đao vẫn là so với thân thể tiêu nguyệt ly lớn hơn rất nhiều khắp nơi trên phương chu đều là tàn nhánh mảnh gỗ vụn nguyệt ly nói bao nhiêu lần rồi không được ở trên phương chu tu luyện đấu kỹ muốn tu luyện thì đi đến tu luyện thất không nên đến chỗ phá hủy, sẽ lại rất phiền phức, Huân Nhi giờ phút này lại nhíu mày lại, có chút tức giận nhìn Tiêu Nguyệt Ly, Tiêu Nguyệt Ly hoàn toàn không xem ra gì, lập tức dính tại trên thân Huân Nhi, mẫu thân, cha của ta có đẹp trai hay không, cha là hạng người gì, có lợi hại hay không, cha bây giờ ở nơi nào, vì sao không đến thăm chúng ta, vừa nhắc tới Tiêu Viêm Huân Nhi gương mặt đỏ lên, Tiêu Nguyệt Ly thấy thế thì là hì hì cười một tiếng, con sớm muộn sẽ được gặp cha thôi, đến lúc đó con chớ đà kích cha nha, cha con có lòng dạ hẹp hòi lắm đấy. Huân Nhi nói xong che miệng cười, cha sẽ không giống như sư phụ, là một lão già đấy chứ, vậy con cũng không muốn cha đâu, thật buồn nôn nha. Tiêu Nguyệt Ly nói xong quay đầu đánh giá Thiên Tàng Vương một chút, nghiêng đầu lại cùng Huân Nhi liếc nhau cười ha hả, chỉ thấy phía sau Thiên Tàng Vương, một mặt ngốc trệ, ngẩn người, ngáp, ai ở sau lưng nói xấu lão tử đấy, ừm, ta không đẹp trai sao, tiêu viêm nghe vậy không tự chủ sở lên khuôn mặt của mình ngóp méo miêng, cảm giác lòng tự trọng nhận công kích, ta lòng dạ hẹp hòi sao, xem ra ta phải thật tốt dò xét một chút chính bản thân mình rồi, tiêu viêm bất đắc dĩ cười khổ, bất quá trong lòng lại ngọt như mật, tiêu viêm ca ca, cũng chỉ có thể ghi chép tới đây, chúng ta phải đi tới một nơi rất xa, bất quá huynh yên tâm đi, có sư phụ tại mọi chuyện đều tốt huân nhi sau khi nói xong đỏ mặt đối với tiêu viêm là một động tác hôn chợt hình tượng liền từ từ tiêu tán bỗng nhiên ở giữa bốn phía khôi phục nguyên trạng tại bên trong giao long hào tiêu viêm giật mình kêu lên mọi người chẳng biết lúc nào bu lại mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn tiêu viêm trên mặt biểu lộ có gì đó quái lạ tiêu viêm dọa đến không tự chủ lui về sau một bước quét mắt mọi người một vòng các ngươi tới đây làm gì tiêu viêm cả kinh nói tên nhóc lừa đảo chúng ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì đó đấy thanh mộc nhi giận nói tiêu viêm nghĩ lại mới ý thức được chính mình vừa rồi vừa khóc lại cười bọn hắn lại nhìn không thấy thứ tiêu viêm vừa thấy chỉ thấy tiêu viêm tại nguyên chỗ ngóc ngóc đứng một hồi khóc một hồi cười các loại biểu lộ đều có bộ dáng nhìn rất là cổ quái không có gì thương thế của các ngươi đều đã chữa trị xong chưa tiêu viêm có chút xấu hổ lập tức nói sang chuyện khác mọi người thấy tiêu viêm không muốn nói cũng không có tiếp tục hỏi nữa tốt đồng thời chúng ta đã đến được nhân ngư tộc khiếu chiến gật gật đầu sau đó nói tiêu viêm nghe vậy kinh ngạc không nghĩ tới nhoáng một cái đã đi qua mấy chục ngày giao long hào cũng đã trở về bên trong vô ủy phương chu mọi người lần lượt đi ra khỏi giao long hào đi vào bên trên bong tàu chuyến đi này của đám người tiêu viêm cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian bất quá cố kỵ đến thương thế của nhân ngư vương nên có thể nằm chặt một chút thời gian càng tốt hơn kéo càng lâu càng bất lợi tiêu viêm cũng không tại chỉ hoãn tất cả mọi người nhao nhao rời đi làm chuyện của mình chỉ có khiếu chiến còn hấp tấp đi theo phía sau tiêu viêm tiêu viêm thấy thế ngẩn người người đi theo ta sao tiêu viêm nghi ngờ nói tiêu thiếu ta mình nên đi theo bảo vệ cho người khiếu chiến cười hắc hắc lúng túng gãy đầu không cần không cần ta đi một mình là đủ rồi việc này ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì ngươi đi mau đi tiêu viêm khoát tay áo nói khiếu chiến móc méo miệng tiêu viêm tự nhiên là biết tâm tư trong lòng của khiếu chiến cố ý treo cực khiếu chiến tiêu thiếu ta liền ở một bên nhìn học hỏi tuyệt đối sẽ không quấy dày ngươi ngươi liền để ta đi theo ngươi đi khiếu chiến một mặt ủy khuất tiêu viêm thấy thế cười khổ một cái không tiếp tục để ý khiếu chiến quay người liền bay khỏi vô ý phương chu đi tới trong nhân ngư tộc tiêu viêm sau khi đi vào nhân ngư tộc không khỏi cảm thán nơi này phát sinh biến hóa cực lớn, hiện tại nhân số cơ hồ là nhiều gấp đôi, mà lại ở ngoại vi, có không ít kỳ hoa dị thảo do nhân ngư tộc trồng nên, thỉnh thoảng còn có hài đồng trên đường đùa giỡn, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, bái kiến ân nhân, tiêu viêm xuất hiện, lập tức đưa tới oanh động cho nhân ngư tộc, bọn hắn đều nhao nhao đối với tiêu viêm cung kính hành lễ, nhìn tiêu viêm ánh mắt càng là tràn đầy sùng bái cùng tôn kính, tiêu viêm thấy thế cũng là ôm quyền ra hiệu, thiên ngưng rất nhanh liền đi tới trước mặt tiêu viêm một đầu tóc tím dài màu đỏ, thân mang lụa trắng, trong mắt màu đỏ, khiếu chiến vừa nhìn thấy thiên ngưng, cả người lập tức liền tinh thần, bình thường cười đùa tí từng giờ phút này biến thành bộ dạng dị thường đứng đắn nghiêm túc con mắt tựa hồ cũng bị thiên ngưng hút đi vào thiên ngưng cũng phát hiện khiếu chiến ánh mắt nóng bỏng gương mặt lập tức đỏ lên tiểu tử thối thu liễm một chút đi tiêu viêm lập tức đánh vào gáy khiếu chiến một cái khiếu chiến nuốt nước miếng lập tức lúng túng cười cười hận tình không được một cái lỗ để chui vào phi thường thật có lỗi công chúa nàng thực sự rất là xinh đẹp ta không kìm lòng nổi khiếu chiến lập tức cúi đầu ái náy nói Thiên Ngưng nghe khiếu chiến một cái lại càng đỏ mặt hơn, cũng có chút thật không tiện, khục khục, công chúa, ta đã tìm được cửu chuyển nhất bàn quả, hiện tại liền mang theo ta tới gặp phụ vương của ngươi đi. Tiêu Viêm thấy bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác, Thiên Ngưng nghe xong lập tức kích động, thật sao, Tiêu Viêm công tử, lần này phụ thân ta được cứu rồi, ta liền lĩnh Tiêu Viêm công tử đi đến nội thất, Thiên Ngưng kích động nói, hạ thấp người hành lễ với Tiêu Viêm, còn không có chờ Tiêu Viêm biểu thị, khiếu chiến lập tức tiến lên đỡ nhân ngư công chúa dậy, công chúa không cần quá khách khí, đây đều là điều chúng ta phải làm, sau khi nói xong tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thiên ngưng một mặt ngượng ngùng lập tức thiên ngưng mang theo tiêu viêm trực tiếp xuyên qua đại điện đi tới tẩm điện của nhân ngư vương vừa vào cửa mùi thuốc nồng đậm lập tức xông vào mũi để người có chút buồn nôn bất quá tiêu viêm đối với mùi thuốc tự nhiên sớm thành thói quen mặt không đổi sắc đi thắng vào các ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này có một mình ta là đủ rồi, tạm thời không cần các ngươi, có chuyện gì ta sẽ gọi. Thiên Ngưng cùng Khiếu Chiến đang chuẩn bị cùng nhau đi vào, lại bị Tiêu Viêm ngăn lại. Thừa dịp thời điểm Thiên Ngưng không chú ý Tiêu Viêm trừng mắt liếc Khiếu Chiến, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ta đã tạo cho người một cơ hội, có thể thành công hay không liền dựa vào chính ngươi. Khiếu Chiến đối với Tiêu Viêm chớp chớp mắt, phảng phất ngay đang ra hiệu tự mình minh bạch, Thiên Ngưng công chúa, chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi, nơi này đứng cũng không có việc gì. Một mình Tiêu Thiếu làm được nói xong muốn liền lôi kéo Thiên Ngưng, đi đến một cái đỉnh nhỏ cách đó không xa trên đường đi có chút xấu hổ cái kia thiên ngưng công chúa nàng đã có đối tượng chưa khiếu chiến mặt ửng hồng ấp a à, ấp úng hỏi khiếu chiến công tử ta còn chưa có một mối hôn sự nào thiên ngưng trả lời khiếu chiến tiêu viêm lần này thật sự kinh ngạc cứ như vậy thật đúng là có thể cua được cô nàng rồi chăng tiêu viêm lúc này đi tới bên cạnh dược trì nhân ngư vương bị trọng thương đang nằm tại trong dược trì khí tức suy nhược đã thở ra thì nhiều hấp khí thì ít ý thức đều có chút mơ hồ tiêu viêm nhìn thương thế của nhân ngư vương một chút cau mày nhân ngư vương ta đã tìm được cửu chuyển nhất bàn quả ta sẽ giúp ngươi nhất bàn bất quá quá trình có chút thống khổ ngươi phải cần chịu đựng nhiều một chút tiêu viêm tại bên cạnh nhân ngư vương ngồi xếp bằng xuống nhân ngư vương nghe xong há hốc mồm muốn nói cái gì lại phá thiện đã không cách nào nói chuyện tiêu viêm thậm chí còn có thể cảm nhận được nhân ngư vương thống khổ nói xong tiêu viêm liền không chần chờ trong tay xuất ra một cửu chuyển nhất bàn quả cái quả này cách dùng rất đơn giản, trực tiếp ăn vào là được, bất quá Tiêu Viêm cũng không có làm như vậy, bởi vì dược tính quả mạnh, Tiêu Viêm đã dùng thiên hòa đem dược tính suy yếu đi một chút, lấy một loại phương thức chậm rãi hấp thu, dạng này đối người có thương thế nặng như Nhân Ngư Vương liền sẽ hấp thu tốt hơn, cũng gia tăng cơ hội thành công hơn. Về sau Tiêu Viêm đầu ngón tay khế động, cửu chuyển niết bàn quả liền hóa thành một chùm sáng thuận theo miệng Nhân Ngư Vương nuốt vào, dược lực của cửu chuyển niết bàn quả lập tức tản ra, trên thân Nhân Ngư Vương bắn ra thanh quang trứng mắt, thanh sắc quang mang chợt bao trùm toàn thân nhân ngư vương nhân ngư vương khí thức yếu ớt bắt đầu trở nên trắng kiện thanh sắc quang mang tại trên da nhân ngư vương dần dần trở thành ngọn lửa màu xanh nhân ngư vương nhất thời nhịn không được phát ra tiếng giống tê tâm liệt phế làn da bắt đầu chậm rãi nát giữa nhục thể bị ngọn lửa màu xanh cấp tốc thôn phệ ngươi chỉ cần thủ trụ bản tâm nhất định phải kiên trì lên tiêu viêm chậm rãi mở miệng thanh quang càng ngày càng thịnh quang mang đem thân ảnh của nhân ngư vương hoàn toàn che trần sau một lát âm thanh gào thét của nhân ngư vương chậm rãi dừng lại mà trước mặt tiêu viêm thì xuất hiện một cái kén màu xanh như là trái tim chậm rãi nhảy lên tiêu viêm thấy thế thở phào một cái nhân ngư vương tổng tính niết bàn thành công chỉ cần chờ đợi nhân ngư vương liền sẽ lại lần nữa thu hoạch được một bộ thân thể khỏe mạnh tiêu viêm đứng dậy giờ phút này thiên ngưng cùng khiếu chiến cũng là vội vàng đi đến nhìn thấy cái kén màu xanh lớn trước mắt khiếu chiến một mặt hiếu kỳ nhưng thiên ngưng lại không xa lạ cái gì phụ vương thành công rồi sao thiên ngưng run run hỏi dùng cửu chuyển nhất bàn quả nhất bàn cũng không phải toàn bộ đều có thể thành công cũng có cực ít người có vận khí không tốt sẽ thất bại đương nhiên nhân ngư vương nếu không phải nhờ tiêu viêm sử dụng thủ đoạn khống chế dược lực của cửu chuyển niết bàn quả thì cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Ừm, không sao. Lần này niết bàn khả năng cần phải hao phí thời gian mấy năm phụ vương của ngươi mới có thể thức tỉnh. Trong lúc đó nhất định phải bảo vệ tốt cho phụ vương của ngươi đấy. Tiêu viêm gật gật đầu nói. Thiên ngưng nghe vậy lập tức gật gật đầu. Thiên ngưng lập tức hướng Tiêu viêm đi quỳ lạy đại lễ. Tiêu viêm thấy thế lập tức đỡ Thiên ngưng. Công chúa, ngươi làm vậy là có ý gì? Cái quỳ này của Thiên ngưng khiến Tiêu viêm có chút bối rối. Đa tạ công tử xuất thủ cứu tộc nhân ngư chúng ta, bây giờ còn không sợ sinh tử lấy được cửu chuyển niết bàn. Quả cứu phụ thân của tiểu nữ, đại ân đại đức như thế tiểu nữ không thể báo đáp, một khi công tử có yêu cầu gì, dù sông pha khói lửa bộ tộc chúng ta cũng sẽ không chối từ. Thiên Ngưng đối với Tiêu Viêm thật sâu hành lễ, thanh âm đều run rẩy, "Thiên Ngưng công chúa, lần này xuống biển, có nhiều thua thiệt được nhân ngư tộc tương trợ, ít đi rất nhiều đường quanh co, mà ta cũng đã nhận được thứ ta muốn có, ngươi và ta cùng là người của Đấu Đế đại lục, bài trừ dị cũng là chuyện đương nhiên, cứu phụ vương của ngươi cũng coi như ta trả ngươi ân tình, cho nên chúng ta giờ không ai nợ ai." Tiêu Viêm nói đỡ thiên ngưng dậy đứng thẳng người đôi mắt to của thiên ngưng ngập nước kém chút lại khóc lên công tử thiên ngưng còn muốn nói gì nữa lại bị tiêu viêm ngăn lại không cần phải nói cảm ơn công chúa bên trong hải dương màu vàng óng bây giờ sẽ không xuất hiện một con huyết quái nào nữa nên ngươi cứ yên tâm đi vùng biển này từ nay về sau đã an toàn tiêu viêm khế cười nói thiên ngưng nghe vậy lập tức mở to hai mắt thậm chí không thể tin được lời tiêu viêm nói đây là sự thực sao tiêu thiếu nói là thật huyết hoàng đã bị tiêu thiếu giết rồi yên tâm đi về sau vùng biển này sẽ không có huyết quái nữa đâu ta cũng đã giết nhiều con lắm rồi đấy khiếu chiến cũng là ở một bên kiêu ngạo cười nói vỗ vỗ bộ ngực tự nhiên cũng thuận đường khen khen chính mình huyết hoàng chết rồi thiên ngưng tự hồ cũng chưa từng nghe qua cái chức vị huyết hoàng này nhưng nghe danh tự có thể đoán được là một tên rất lợi hại ừm chính là lão đại của đám huyết quái đấu tiên thực lực bị tiêu thiếu chém giết, mà đám huyết quái còn lại cũng đã bị long tộc cùng chúng ta hợp lực đem toàn bộ giết sạch sành xanh, khiếu chiến gật gật đầu, thiên ngưng biểu lộ đã chấn kinh không thể tự kiềm chế, tiêu viêm cùng thiên ngưng bàn giao một số việc lưu ý đến phụ vương của nàng xong liền rời đi trước, về tới quỷ phủ phương chu, tiêu viêm còn có một người muốn cứu, đó chính là quỷ ẩn, tiêu viêm vừa rời đi khỏi đại điện của tộc nhân ngư, liền truyền đến tiếng hoan hô nhức óc đến từ tộc nhân của nhân ngư tộc, bây giờ tin tức nhân ngư vương đã được cứu, huyết quải toàn bộ đã bị giết hết truyền ra, để bọn hắn cao hứng vô cùng cả tộc nhân ngư đều reo hò lên nhất định phải lôi kéo tiêu viêm tham gia chúc mừng tiệc tối tiêu viêm bất đắc dĩ cũng đành phải đáp ứng mà bên trên vô ý phương chu đồng bạn của tiêu viêm toàn bộ cũng được mời đến khoảng thời gian này mọi người tại nhân ngư tộc cũng là không có cảm giác xa lạ nhân ngư tộc đối với bọn hắn cũng rất là nhiệt tình nói tóm lại dù sao đám người tiêu viêm cũng là ân nhân của nhân ngư tộc mà trong truyền thuyết nói rằng nhân ngư tộc rất là cao ngạo thậm chí còn sẽ ăn thịt người bất quá dưới mắt xem ra là không phải nhân ngư tộc có vẻ rất bình dị gần gũi cái gọi là ăn thịt nhân loại có lẽ cũng là vì đưa đến một cái tác dụng chấn nhiếp, từ đó đến bảo vệ chủng tộc của mình. Đêm nay tộc người cá xếp đặt yến hội, bố trí đủ loại mỹ thực cùng một chút giải trí thú vị, đem đám khiếu chiến vui như điên, liền ngay cả Tiêu Viêm cũng bị rót uống nhiều mấy chén, có chút đầu vắng mắt hoa, cơ hồ cả nhân ngư tộc tất cả mọi người đều tới mời rượu bọn hắn, khiến đám người Tiêu Viêm rất là bận bịu, vui mừng thật lâu, thắng đến khi sức cùng lực kiệt, mới chậm rãi tiêu ngừng lại. Tiêu Viêm nhìn mọi người đã say bất tỉnh nhân sự, ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, hồng hồng trên mặt đều treo cười ngây ngô bên trong miệng còn thỉnh thoảng giống tiêu viêm giờ phút này trong lòng cảm thấy một loại ấm áp cùng lúc đó tiêu viêm càng là kinh dị phát hiện giới không chi lực của mình đã trở nên cường đại hơn một điểm lần này đi vào bên trong hải dương màu vàng óng tiêu viêm có thể nói là đã loại đi một cái tại họa ngầm lớn cho đấu đế đại lục từ nay về sau hải dương màu vàng óng sẽ không còn có huyết quái không có uy hiếp theo thời gian trôi qua sẽ từ từ lại lần nữa trở nên mạnh hơn mà giới không chi lực của tiêu viêm được tăng cường tự nhiên là cùng chuyện này có liên quan bất quá tiêu viêm giờ phút này vui vẻ nhất không phải là vì giới không chi lực mạnh lên, mà là nhìn thấy mọi người đều mang theo ý cười ngủ say giấc, để tiêu viêm trong lòng dâng lên nồng đậm ấm áp, xem ra, lựa chọn bảo hộ mảnh giới không này là quyết định chính xác nhất của ta, ha ha, tiêu viêm cười thì thầm nói, nói xong cũng là trùng điệp ngã xuống đất thiếp đi, những mỏi mệt gần đây cũng đã tiêu tán đi hết sạch, sư phụ, ta đã đột phá đến đầu tiên, cũng là thời điểm cho ngài kiêu ngạo vì ta rồi đấy, tiêu viêm cười nói, đứng dậy, sau đó lớn tiếng hô, tiêu giao đế quân là sư phụ của tiêu viêm ta, âm thanh vang dội không ngừng dập dờn mà ra truyền khắp hải dương màu vàng óng, truyền khắp toàn bộ đấu đế đại lục, cùng lúc đó, tại một nơi rất xa xôi, trước mắt có một mảnh kim sắc bàn quay to lớn, một đạo hồn phách dừng lại ở một bên, chậm chạp không chịu tiến vào bên trong bàn quay nếu là Tiêu Viêm ở đây, tất nhiên nhận ra được, cái hồn phách này chính là Tiêu Giao Đế Quân, hắn tựa hồ đã đợi rất lâu rồi, cho đến hiện tại, hồn phách của Tiêu Giao Đế Quân chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, ha ha ha, đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan nha, vi sư đã yên lòng rời đi rồi, Tiêu Giao Đế Quân cười xong, vừa sải bước tiến vào bên trong bàn quay hồn phách liền nháy mắt biến thành điểm sáng rồi biến mất cùng lúc đó tại một chỗ nào đó một đứa bé cũng lập tức sinh ra đây chính là sinh tử nhưng lại không phải luân hồi tiêu giao đế quân đã chết chỉ bất quá hồn của hắn đã biến thành một sinh linh mới mấy ngày sau tiêu viêm đang ngồi xếp bằng trên vô ủy phương chu một tay kéo lấy tàn hồn của phệ hồn vương một tay cầm cửu chuyển nhất bàn quả sống phóng túng về sau cũng nên làm chính sự có thể thành công hay không cũng phải xem chính ngươi phải chăng còn có chấp nhiệm kia tiêu viêm nhìn tàn hồn của quỷ ẩn thở dài một hơi lẩm bẩm nói hồn phách của quỷ ẩn đã phi thường yếu đuối cho dù cửu chuyển niết bàn quả có thần hiệu, nhưng quỷ ẩn hồn phách quá mức yếu ớt, muốn niết bàn tái tạo cơ thể, tỷ lệ quá nhỏ, quỷ ẩn chỉ có một lần cơ hội, nếu như thất bại, như vậy tàn hồn của hắn cũng sẽ tán đi, chân chính từ trên thế giới này biến mất. Tiêu Viêm đem cửu chuyển niết bàn quả cầm trong tay, dùng thiên hỏa đem thôi hóa, cho đến khi tạo thành một cái kén màu xanh như là của nhân ngư vương, mới đưa tàn hồn của quỷ ẩn chậm rãi để vào bên trong. Tiêu Viêm ở một bên nhìn xem, chờ đợi thật lâu, kén màu xanh cũng không có như là của nhân ngư vương, trái tim không mãnh liệt nhảy lên, mà là hoàn toàn tĩnh mịch, Tiêu Viêm nói thầm một tiếng không tốt, quỷ ẩn, ngươi phải chịu đựng, không phải ngươi một mực tâm tâm niệm niệm đi tìm Vân Hinh, hiện tại Vân Hinh đang chờ ngươi, ngươi đừng từ bỏ nha, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, mặc dù biết lời nói của mình cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì, nhưng hy vọng quỷ ẩn có thể cảm nhận được, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kèn màu xanh vẫn không có động tĩnh, nửa ngày về sau, trong mắt Tiêu Viêm dần dần trở nên u ám, thở dài một hơi, Tiêu Viêm đứng dậy, chân ngừng lại một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào cái kén màu xanh, vẫn hy vọng có thể phát sinh kỳ tích nhưng qua thật lâu kén màu xanh vẫn không nhúc nhích tí nào xem ra thật không có hy vọng tiêu viêm thở dài quay người liền muốn ly khai vừa đi hai bước bỗng ngừng lại cúi đầu suy tư điều gì cuối cùng tiêu viêm xoay người lại nhìn kén màu xanh đi từ từ tới lại giúp ngươi một lần mặc dù không biết có thể thành công hay không hiện tại cũng không có biện pháp khác tiêu viêm đi tới trước mặt kén màu xanh bàn tay có chút nhô ra thả ở bên trên chợt giới không chi lực tràn vào bên trong kén tiêu viêm cảm nhận được tàn hồn của quỷ ẩn đã đang dần dần tán đi giới không chi lực lực lượng rất kỳ lạ năng lượng giống như là tiên nguyên khí lại như cùng linh hồn chi lực lại cao hơn cả hai lực lượng lại có thể thâm nhập vào bên trong tàn hồn quỷ ẩn sau một lát tàn hồn quỷ ẩn vậy mà bắt đầu trở nên lớn mạnh từ đó bạo phát ra một cỗ chi ý dày dụa cường đại tiêu viêm hoàn toàn có thể cảm nhận được chấp nghiệm cường đại muốn sống sót của quỷ ẩn Cỗ chấp nhiệm này thậm chí để cả tiêu viêm giật mình, phù phù, kén màu xanh nguyên bản không nhúc nhích, giờ phút này vậy mà bắt đầu nhảy lên, đồng thời còn phát ra nhịp đập của trái tim. Nửa ngày về sau, tiêu viêm mới chậm rãi kéo ra bàn tay, đã là mệnh nghịch thiên, liền lại để cho ngươi nghịch một lần, tiêu viêm mỉm cười bên trong kén màu xanh xuất hiện một cái hài nhi cuộn mình phảng phất như cùng ở tại trong bụng mẹ, có thể rõ ràng trông thấy có một trái tim cường tráng ở trong đó nhảy lên. Sự tình của nhân ngư vương cùng quỷ ẩn đều đã giải quyết, việc tu hành của tiêu viêm cũng chưa dừng lại. Đồng thời trong tiên đoán của đại tế ti mặc kệ là nhân ngư tộc hay là long tộc đều không ngừng tại nhắc lên để tiêu viêm trong lòng canh cánh. Mặc dù biết được vận mệnh của mình phảng phất bị người khác an bài, nhưng tự hồ vô luận như thế nào, tiêu viêm cũng không có khả năng tận lực đi cải biến. Mà càng như vậy, tiêu viêm càng nghĩ làm rõ ràng sự tình nguyên do. Đại tế ti là người phương nào, mà cái gọi là tiên đoán lại từ đâu mà đến? Đại tế ti để tiêu viêm nhất định phải đi một chuyến đến nghịch linh viện, nghịch linh viện hắn là ngay tại bên trong di tích, tiêu viêm cũng dự định sau khi cứu được nhân ngư vương, cùng quỷ ẩn liền muốn xuất phát đi một chuyến đến di tích, bằng không thì long tộc đoạt trước tiến vào vậy liền lúng túng, tiêu viêm cả sửa lại một chút, bất quá lần này tiêu viêm muốn mang cả chiếc vô ý phương chu đi đến di tích, bây giờ không có huyết quái, cũng liền không có trực tiếp uy hiếp, trong di tích mọi người nếu có thể thu hoạch được một chút tạo hóa. Vậy dĩ nhiên là sự tình không thể nào tốt hơn, Tiêu Viêm cáo biệt Thiên Ngưng, dưới sự tiễn biệt của tộc Nhân Ngư, Vô Ủy Phương Chu chậm rãi dâng lên, hướng phía di tích bay đi, Tốc độ của Vô Ý Phương Chu so với Giao Long Hào thì có hơi chậm hơn một chút, bất quá cũng là hơn 10 ngày đã có thể đến di tích, mọi người lại lần nữa trở nên khẩn trương, Tiêu Viêm trong khoảng thời gian này, trừ việc chăm sóc cái kén của Quỷ Ẩn ra, thì sẽ bắt đầu không ngừng luyện hóa ra nồng đậm đế chi nguyên khí, Tiêu Viêm tùy thời đều duy trì đế chi nguyên khí đậm đặc ở trong vòng phòng hộ của Vô Ý Phương Chu, chí ít để mọi người tốc độ tu luyện đều sẽ được tăng lên. Lần này, Lam Côn Kình cũng theo vô ý phương chu một đoạn thời gian, nhìn ánh mắt của Tiêu Viêm có chút kiêng kỵ, nhưng chậm rãi phát hiện Tiêu Viêm đối bọn chúng tựa hồ cũng không có địch ý, hai con Lam Côn Kình một lớn một nhỏ, theo phương chu bơi trung động, phát ra tiếng kêu to vui sướng, bọn chúng cũng bị huyết quái ức hiếp rất lâu, bây giờ huyết quái đã trừ diệt, rốt cuộc không có nỗi lo về sau, bọn hắn hiện tại là đang đối với Tiêu Viêm tỏ ý cảm ơn. Tiêu Viêm nhìn hai con Lam Côn Kình, cũng là nổi lên tiểu dung, giờ phút này còn cảm giác chúng nó thật đáng yêu, trong hải dương bốn phía đều không có bóng dáng huyết quái, cho dù có lưu lại mấy con thì cũng chỉ như là nỏ mạnh hết đà, đã không đủ gây sợ, tùy tiện đều có thể diệt sát, trên đường đi, Tiêu Viêm phát hiện có không ít thân ảnh của dân tộc thủy chậm rãi xuất hiện, tin tức huyết hoàng bị diệt sát đã nhanh chóng, tại bên trong hải dương màu vàng óng truyền ra, những dân tộc thủy đã từng bị huyết quái uy hiếp không thể không tránh né, bọn chúng rốt cục đã có thể trở lại cương thổ của mình, thời gian 10 ngày, trên vô ủy phương chu rất nhanh liền vượt qua, khiếu chiến tại nhân ngư tộc đã hốt không ít nguyên liệu nấu ăn, lại làm ra không ít trò mới đồ ăn mỹ vị tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt biên giới di tích chậm rãi xuất hiện vô ủy phương chu tốc độ cũng thả chậm lại tiêu viêm rất nhanh liền phát hiện có bóng người ở biên giới di tích cái này khiến tiêu viêm cao mày hẳn là còn có huyết quái tiêu viêm nghi ngờ một chút vô ủy phương chu chậm rãi ngừng lại tiêu viêm liền để tất cả mọi người đợi trên thuyền hắn một người một mình đi điều tra trước một chút các ngươi là người phương nào tiêu viêm nhìn hai đạo thân ảnh trước mắt hai đạo thân ảnh kia nghe tiếng lập tức dừng lại hướng phía tiêu viêm chắp tay cúi đầu cũng không có địch ý, mà là tràn đầy tôn kính, đại nhân, chúng ta chính là long tộc, long hoàng mệnh chúng ta tới để chờ đại nhân, đại nhân không đến, long tộc cũng sẽ không tiến vào trong di tích." Hai người hướng về Tiêu Viêm rất cung kính nói, ngược lại để Tiêu Viêm sững sờ, chợt cười cười, Tiêu Viêm vốn cho rằng long tộc sẽ muốn đi vào trong di tích thu nhặt hết, bất quá dưới mắt, long hoàng lại chuyên môn mệnh người thủ hộ, ngược lại để Tiêu Viêm rất là ngoài ý muốn. "Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, người đã tới rồi." Lúc này một đạo tiếng cười cười mở vang lên, thân ảnh long hoàng chậm rãi nổi lên. Xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm trước mặt, Long Hoàng, Tiêu Viêm lễ phép ôm quyền, lần này Long Hoàng để Tiêu Viêm có chút lo mắt mà nhìn, có thể làm Long tộc hoàng, tất nhiên đều không phải người bình thường, hậu sinh khảo ý nha, Tiêu Viêm huynh đệ bây giờ đã là người đứng thứ nhất tại đấu đế đại lục, quả thực cường đại nha, Long Hoàng nhìn thấy Tiêu Viêm, hoàn toàn không có giá đỡ, có lẽ cũng là bởi vì Tiêu Viêm thực lực cường đại đi, chỉ có chính mình thực lực chân chính mạnh lên, mới có được tôn trọng, vô luận chỗ nào cũng đều giống nhau, Long Hoàng quá khen, may mắn không làm nhục mệnh, cũng là nhận ủy thác của người chúng ta cũng đồng thời là con dân của đấu đế đại lục, diệt trừ đối lập cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu viêm khẽ cười nói, Long Hoàng cho tiêu viêm cảm giác cũng như nhân hoàng như vậy, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cùng cảm giác lão luyện. Tiêu viêm đang nói chuyện cũng lộ ra bình tĩnh một chút, ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha, chắc hắn trong di tích có đồ vật gì đó mà tiêu viêm huynh đệ muốn, ta sớm đã sai người canh chừng. Bảo đảm chỗ đồ vật mà Tiêu Viêm huynh đệ muốn tìm đủ hoàn hảo không chút tổn hại, Long Hoàng chậm rãi nói, Tiêu Viêm ngược lại là vô vị cười cười, trong lòng thầm nghĩ, lão Long Hoàng vừa nói như vậy, hiển nhiên là muốn để Tiêu Viêm nợ một cái ân tình lấy tâm cơ của tiêu viêm tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra được đa tạ long hoàng không dối gạt long hoàng bên trong di tích này thật sự có thứ ta muốn bất quá hiện tại di tích này cũng coi là địa bàn vô chủ có thể ở trong đó thu hoạch được cơ duyên gì cũng hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân ngược lại để tiền bối có lòng tiêu viêm cung kính hồi đáp long hoàng đã nói được như thế tiêu viêm cũng liền thuận nước đẩy thuyền ân tình này tiêu viêm cũng không muốn thiếu long hoàng nghe vậy ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên bất quá chợt cười cười xấu hổ lại không thất lễ mỉm cười long hoàng hiện tại xem như biết muốn chiếm tiện nghi của tiêu viêm không dễ dàng nha Trước đó Long Hoàng mặc dù ra tay trợ giúp qua Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng Tiêu Viêm ngược lại cứu được bọn hắn, cho nên song phương cũng coi là không ai nợ ai. Long Hoàng, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta liền tiến vào di tích, mảnh di tích khổng lồ này, mặc dù trước đó một mực bị huyết quái chiếm hữu, bất quá bọn hắn cũng không thể hấp thu đồ vật của đấu đế đại lục, cũng may mắn có bọn chúng chiếm lĩnh mới không có bị các chủng tộc khác nhanh chân, đến trước cũng coi như nhân họa đắc phúc, hắn là còn có thể lưu lại không ít bảo bối. Tiêu Viêm khẽ cười nói, Long Hoàng nghe xong cũng là cười gật gật đầu. Tiêu Viêm huynh đệ nói đúng lắm, Tiêu huynh đệ đã không để ý như vậy long tộc chúng ta cũng phải thật tốt đem cơ duyên lần này chờ sự tình làm xong tiêu viêm huynh đệ nhất định phải tới long tộc làm khách trên dưới long tộc chắc chắn hào hào chiêu đãi mọi người long hoàng giờ phút này xem như thật đối với tiêu viêm chịu phục nhưng bất quá nhưng lại không có cái gì ác ý vì long hoàng làm như vậy tự nhiên là muốn lôi kéo tiêu viêm dạng này đối với long tộc về sau phát triển tự nhiên là có chỗ tốt chẳng qua hiện nay tiêu viêm không lĩnh tình long hoàng cũng không có cách nào tiêu viêm tính cách lại làm cho long hoàng càng ngày càng hiếu kỳ tiêu viêm này đến tột cùng là người như thế nào mặc dù bây giờ long hoàng thực lực xác thực không bằng tiêu viêm thế nhưng long tộc dù sao cũng là một chủng tộc có lịch sử lâu đời nội tình ở nơi đó cùng long tộc giao hảo tiêu viêm cũng không tính thua thiệt đa tạ hảo ý của long hoàng bây giờ sự tình nguy cấp tiếp qua mấy trăm năm địch nhân từ huyết thần giới liền sẽ đến đấu đế đại lục đến mức người đến thực lực gì bây giờ còn chẳng biết ta cần phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được không người nào tại đấu đế đại lục bây giờ là đối thủ tiêu viêm nghiêm túc nói long hoàng nghe vậy về sau lông mày cũng nhíu thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên Huyết thần giới chính là giới không đã huyết tẩy đấu đế đại lục, Long hoàng trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, Long hoàng cũng biết được huyết thần giới sao? Tiêu Viêm nghi ngờ nói, bởi vì cái tên huyết thần giới này, trên đấu đế đại lục có, rất ít người biết được nguyên nhân thực sự gây ra thiên địa hạo kiếp, bởi vì đại bộ phận đều đã bị giết sạch, làm sao không biết, ta hận không thể đưa chúng nó toàn bộ đều diệt tuyệt, xem ra Tiêu Viêm huynh đệ hẳn là cũng biết sự tình về thiên địa hạo kiếp, Long hoàng cười khổ nói, ừm, sự tình huyết thần giới vừa mới bắt đầu, bọn chúng đã từng đối với đấu đế đại lục làm ra qua hết thảy. Ta tất nhiên muốn bọn chúng gấp bội hoàn trả, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, Long Hoàng kéo tay Tiêu Viêm lại, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt đều tràn đầy kiên định, thần sắc đều đang run rẩy, Tiêu Viêm huynh đệ, lúc báo thù, có thể đem ta theo không? Long Hoàng thân âm đều đang run rẩy, giờ phút này ở trên người hắn đã hoàn toàn không có tư thái, nên có của một long hoàng, chỉ là một người bình thường bị người khác hủy ra viên muốn đem địch nhân chém, thành muôn mảnh, Long Hoàng, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, ta bây giờ thực lực mặc dù đã đạt tới đấu tiên, nhưng so với quái vật khổng lồ huyết thần giới, đoán chừng đấu tiên thực lực khắp nơi đều có nếu là muốn báo thù còn phải đi một quãng đường rất dài mà đoạn đường này phi thường hung hiểm chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục tiêu viêm thở dài một hơi chậm rãi nói long hoàng nằm chặt tay tiêu viêm tay càng người càng kích động hơn tiêu viêm huynh đệ ta không sợ chết năm đó phát sinh chuyện này ta cũng mới vừa vận trưởng thành ta tận mắt nhìn thấy những quái vật kia đem cha mẹ ta sát hại người nhà của ta toàn bộ đều bị giết chết chỉ còn lại ta thực lực hèn mọn may mắn đào thoát ta vẫn luôn toàn lực tu luyện trải qua số thời gian vạn năm nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tấn cấp đầu tiên ta lúc đầu sớm đã tuyệt vọng nhưng đại tế đi từng có một cái tiên đoán nhân vật chính của lời tiên đoán này chính là ngươi tiêu viêm huynh đệ long hoàng về mặt nghiêm túc lại như đang nhớ lại thảm trạng năm đó lúc này hai mắt tràn ngập tơ máu có thể thấy được quyết tâm của hắn nhìn long hoàng ánh mắt kiên nghị tiêu viêm cũng vì đó động dung bên trong đoàn đội của hắn ngoại trừ chính hắn thực lực đạt đến đầu tiên những người khác vẫn chỉ là bát tinh đấu đế mà long hoàng thực lực cũng đạt tới cửu tinh hậu kỳ thực lực thế này nếu là gia nhập vào đoàn đội của tiêu viêm cũng là một cái trợ lực không nhỏ long hoàng thật sự muốn gia nhập vào đoàn đội chúng ta sao tiêu viêm chăm chú nhìn long hoàng long hoàng bây giờ đại biểu không phải cá nhân hắn hắn không thể hành động theo cảm tính bởi vì ở sau lưng còn có long tộc hắn mà rời đi long tộc chính là rắn mất đầu long hoàng nếu chỉ dựa vào một cỗ nhiệt huyết mà không để ý long tộc chỉ sợ không ổn tiêu viêm huynh đệ nếu ngươi nguyện ý để ta gia nhập từ nay về sau ta sẽ để ngươi cầm đầu long hoàng lui ra phía sau hai bước trực tiếp quỳ một gối xuống tại trước mặt tiêu viêm tiêu viêm giật mình lập tức đỡ long hoàng dậy long hoàng có được cửu tinh đấu đế thực lực nếu có thể gia nhập đội ngũ của ta cũng coi là cái chiến lược không tệ, ta tự nhiên là hy vọng Long Hoàng gia nhập, nhưng Long Hoàng gánh vác chức trách lớn tại Long tộc, nếu ngươi rời như đi, Long tộc làm sao bây giờ? Nếu Tiêu Viêm huynh đệ để ta gia nhập, Long tộc ta tự nhiên có biện pháp, từ hôm nay trở đi ta liền thoái vị, lại lần nữa tuyển ra Tân nhiệm Long Hoàng, mà Đấu Đế Đại Lục bây giờ cũng lại không đại loạn, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Long Hoàng chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, sau đó đối với Long Hoàng đưa bàn tay ra, Long Hoàng thấy thế có chút ngẩn người, chợt lập tức minh bạch, sau đó nắm thật chặt tay Tiêu Viêm, trong mắt tinh mang lấp lóe ha ha, đã như vậy ta cũng chỉ phải hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, từ nay về sau chúng ta liền là đồng bạn đồng sinh cộng tử. Tiêu Viêm khế cười nói, Long Hoàng nghe xong sắc mặt đại hỉ, hắn tựa hồ đã chờ giờ khắc này rất lâu rồi, hắn muốn báo thù, vô cùng bức thiết muốn báo thù, nhưng lấy năng lực của hắn căn bản là không có cách làm được. Thẳng đến khi Tiêu Viêm xuất hiện, trong dự ngôn người này xuất hiện, hắn thấy được hy vọng, vững tin vào Nam. Nhân trước mắt này có lẽ thật sự có thể làm được chuyện hắn không thể làm được, cho nên hắn nguyện ý đánh cược hết thảy dù là mất mạng cũng sẽ không tiếc lão đại long hoàng lập tức kêu lên tiêu viêm nghe nói lập tức tức xạ mặt lại khụ khụ nếu không chê hãy gọi ta là tiêu thiếu dù sao bọn hắn cũng đều gọi như vậy tiêu viêm ngượng ngùng nói long hoàng dù sao cũng coi như trưởng bối được long hoàng đáp ứng gật gật đầu chợt tiêu viêm để tiểu hồng khống chế vô ủy phương chu chậm rãi đi vào di tích đi thôi giới thiệu với người một chút đồng bọn của chúng ta tiêu viêm chậm rãi nói long hoàng nhìn thấy cái phương chu khổng lồ thân thuyền đen nhánh giống như thép như sắt tản mắt ra một loại cảm giác không thể phá vỡ long hoàng dưới sự dẫn dắt của tiêu viêm Đi tới bên trên bong tàu của Vũ Ý Phương Chu, Tiêu Viêm kêu gọi để mọi người toàn bộ đều tụ tập tới, tất cả mọi người bị Long Hoàng hấp dẫn, Hiếu Kỳ đánh giá Long Hoàng, kỳ thật bộ dáng của Long Hoàng nên tính là nam tử trung niên, nhìn hơi lão thành, trên đầu có hai cái sừng thú nhỏ, sợi tóc cuộn lại tử kim quan, Long Hoàng đầu tiên là đối với mọi người ôm quyền, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Long Hoàng, có được cửu tinh hậu kỳ thực lực, thực lực cường đại, từ nay về sau chính là huynh đệ của chúng ta, Tiêu Viêm giới thiệu cho mọi người, mọi người nghe xong tất cả giật mình, bởi vì Long tộc từ xưa đến nay đều rất là cao ngạo mà Long Hoàng chứ không phải ai khác lại gia nhập đoàn đội tiêu viêm, cái này khiến mọi người làm sao không kinh ngạc, hắc hắc, tốt, ta gọi là khiếu chiến, mặc dù chúng ta còn chưa quen, nhưng còn nhiều thời gian, về sau chúng ta chính là đồng bạn, khiếu chiến hào phóng nhất, đi tới, sau đó vươn tay ra, Long Hoàng thấy thế, ngẩn người, sau đó cũng hào phóng vươn tay cùng khiếu chiến nằm cùng một chỗ, sau đó mọi người cũng không hề tiếc rẻ từng người vươn tay giới thiệu bản thân với Long Hoàng, đám người trên vô ý, Phương Chu kể đủ thứ chuyện nào là chuyện bọn hắn gặp tai nạn xấu hổ chuyện thú vị phát sinh, Long Hoàng cũng đều nhất nhất đáp lại, mọi người về sau đừng gọi ta là Long Hoàng Long Hoàng nữa, gọi ta là Long Thế Thiên đi, về sau chúng ta chính là người một nhà. Long Hoàng thấy mọi người đối với hắn không có bất kỳ ngăn cách nào, hắn cũng hào phóng, từ trong lúc nói chuyện ngắn ngủi với nhau, hắn nhìn ra được mỗi người trong cái đoàn đội này đều trung đụng rất hòa hài, bầu không khí phi thường hòa ái, mỗi người quan hệ trong đó đều rất tốt, trừ tự ảnh, để hắn cảm giác được một loại bi quan chán đời lạnh lùng ra, Long Thế Thiên, hắc hắc, Long Ý, về sau ở chúng ta nơi này, họ Long liền không chỉ có một mình ngươi, khiếu Chiến cười nói, Long Ý cũng là móc méo miệng, mặc dù Long Ý là thiên địa linh vật, nhưng cũng là hấp thụ tinh hoa Long tộc mới thành, từ một loại góc độ khác nói, Long Ý cũng cùng Long tộc có nguồn gốc không nhỏ, hắn rất đặc biệt, trên người hắn có Long tộc khí tức, nhưng cũng không phải Long tộc, Long Thế Thiên nhìn Long Ý, cũng là hiếu kỳ đánh giá, sau đó nói, Long Ý đản sinh tại Lôi Hải, sinh ra hình thể giống như rồng, hắn là cũng xem như bán Long tộc đi, Tiêu Viêm cười nói, Long Thế Thiên cũng là ngạc nhiên, vươn tay ra dò xét thân thể Long Ý, thật sự là thần kỳ lại còn có linh vật như vậy, đồng thời còn phát triển đến dạng cấp độ này, thật là khủng bố, Long Thế Thiên sợ hãi than nói, thiên địa linh vật cũng không ít, nhưng chân chính có thể trưởng thành lại là số ít, có được rất cao linh trí cũng không nhiều, sự tồn tại giống Long Ý đã là nghịch thiên, sau này có cơ hội ta dẫn ngươi đi Long tộc, Long tộc có một vũng Long huyết ao, Long huyết ao này đã lắng động ngàn vạn năm, nói không chừng còn có thể tìm được một bộ Long tích xương, thoát ly linh thể chi thân, có được Long tộc chi thể, đối với ngươi tu luyện về sau hắn là sẽ càng tốt hơn, Long Thế Thiên nhìn Long Ý nói, có lẽ là bởi vì long ý có khí tức long tộc mà long thế thiên đối với long ý cảm giác càng thân thiết hơn một chút long ý người thất thần làm gì thế mà có chuyện tốt bực này còn không tranh thủ thời gian tạ ơn thế thiên long ý tựa hồ không có kịp phản ứng bị tiêu viêm nói lúc này mới lập tức cười ngây ngô hai lần tạ ơn thế thiên đại ca long ý ôm quyền nói long thế thiên nhìn thấy bộ dáng của long ý cũng là cười cười thế thiên lần này chúng ta muốn đi vào di tích ngươi có theo chúng ta cùng vào không tiêu viêm quay đầu hỏi bây giờ long thế thiên vẫn là thân phận long hoàng thân là long hoàng đầu tiên phải vì long tộc cân nhắc bằng không thì liền đảm đương không nổi cái tên long hoàng long thế thiên suy tư một chút mới nói ra tiêu thiếu các ngươi đi vào đi trong di tích có một phiến khu vực đã từng được long tộc lưu lại ta muốn mang tộc nhân đến đó nói không chừng có thể thu hoạch được cơ duyên tạo hóa do các lão tổ lưu lại chuyến này ta tạm thời không đồng hành thật có lỗi bất quá chỗ ta có một phần di tích địa đồ nghĩ đến hẳn là đối với các ngươi cũng sẽ có không ít tác dụng long thế thiên nói xong liền lấy ra một phần tàn tạ gấm lụa phía trên lần lượt ghi rõ các lộ tuyến cùng vị trí trọng yếu trong di tích bất quá bởi vì thời gian xa xưa có nhiều chỗ đã mơ hồ đại khái phương hướng vẫn là thấy rõ ràng tiêu viêm lập tức cầm địa đồ qua trước đó vẫn luôn đang lo lắng việc này bởi vì di tích so với cự hy thành mà nói lớn hơn rất nhiều nếu mà không có địa đồ khẳng định phải đi vòng tròn không ít không có việc gì thân phận của ngươi bây giờ vẫn là long hoàng đối với gia tộc phụ trách là ngươi nên gánh chịu, ngươi đi trước đi, bất quá vẫn nên cẩn thận, nếu có việc gấp liền cho ta biết đấy." Tiêu Viêm gật gật đầu nói, sau khi nói xong liền cho Long Thế Thiên một khối ngọc thạch, chỉ cần đem bóp nát về sau Tiêu Viêm liền biết được phương vị của hắn. Long Thế Thiên nói lời cảm tạ về sau, liền rời đi khỏi Vô Ủy Phương Chu, "Đi thôi, chúng ta cũng nhanh tiến vào di tích." Nhìn Long Hoàng rời đi về sau Tiêu Viêm cũng nói, Vô Ủy Phương Chu liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, trong tay Tiêu Viêm cầm địa đồ mà Long Hoàng đưa cho, nghiêm túc ngắm nghía, nghịch linh viện Tại phía đông, vô ủy phương chu hướng phía đông di tích chậm rãi tiến lên tất cả mọi người hiếu kỳ ghé vào thuyền xuôi theo, nhìn di tích phía dưới, một thành thị khổng lồ như vậy bây giờ đã kinh biến đến mức mục nát cùng rách nát, nhưng mặc dù như thế, vẫn là cho người ta một loại thị giác bên trên rung động, có thể tưởng tượng năm đó trước thiên địa hạo kiếp, đấu đế đại lục đến tột cùng cỡ nào phồn hoa, năm đó cự hy thành cũng tồn tại, nhưng cự hy thành vào lúc đó cũng không phải là đệ nhất thành thành phố, mà chân chính đệ nhất thành thành phố là khu di tích tại dưới chân bọn hắn này, tên lúc ấy gọi là thánh thành lỗ sâu nơi này đều đã không thể dùng phải nhanh chóng chuyển di rất phiền phức nha tiêu viêm cao mày di tích đều bị nước biển bao vây mọi người muốn xuống biển tiêu viêm cũng nhất định phải dùng giới không chi lực bảo vệ bọn hắn mới được mục tiêu của tiêu viêm là nghịch linh viện nhưng đối với mọi người mà nói đi nghịch linh viện ngược lại là có chút lãng phí thời gian ừm ở trung tâm có cái linh đài hẳn đây cũng thuộc về truyền thống trận pháp tiêu viêm kinh dị nhìn lấy địa đồ bởi vì cái linh đài này mặt ngoài ghi chú rất nhiều địa danh, tại lỗ sâu cự hy thành cũng đồng dạng có một dạng đánh dấu, nếu còn chưa có hoàn toàn bị hủy diệt, ngược lại là có thể để mọi người tiết kiệm không ít thời gian, mau chóng tại trong di tích tìm kiếm cơ duyên, thiên khiếu hồ tộc, khiếu chiến ngươi có thể đi nơi này nhìn xem, nói không chừng có thể có thu hoạch, ma tộc, mộc nhi ngươi liền đi nơi này, nơi này là đã từng là chi địa nghỉ lại của ma tộc, kiếm thần cốc, phong bạo đi nơi này, nói không chừng có đồ vật thích hợp với ngươi, nghịch linh viện, ta liền đi đến đó trước, các ngươi đều phải cẩn thận, bất quá trong di tích hắn là không có nguy hiểm gì quá lớn đầu nếu có tình huống khẩn cấp lập tức cho ta biết, ai không có bát tinh thực lực đều trên vô ý phương chu tiếp tục tu luyện đi, tiêu viêm an bài nói, tất cả mọi người gật gật đầu, chợt tiêu viêm dùng giới không chi lực bao khỏa mọi người, tiên đoán của đại tế ti một mực quấn quanh lấy tiêu viêm, từ đầu đến cuối để tiêu viêm trong lòng có nghi vấn, cho nên tiêu viêm quyết định chính mình đi để làm rõ cái bí ẩn này, đại tế ti đến tột cùng đến từ chỗ nào. Đồng thời còn biết được nhiều sự tình liên quan tới Tiêu Viêm như vậy, Tiêu Viêm rời đi khỏi Vô Ý Phương Chu, chậm rãi hướng đáy biển chìm xuống dưới, bốn phía mọc ra tảo biển phát ra một chút quang mang nhàn nhạt, nhạt miễn cưỡng có thể thấy rõ chung quanh, nước biển đem kiến trúc ăn mòn đã có thể dùng thương tích đầy mình để hình dung, cơ hồ không có một tòa kiến trúc nào còn tốt, bất quá nơi này đường đi lại điều còn rất rõ ràng. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi đứng tại trên đường phố, đi về phía trước mấy bước, có một cái bảng hiệu to lớn nghiêng nghiêng treo, lờ mờ thấy rõ trên đó viết ba chữ to nghịch linh viện, nhưng màu sắc sớm đã phai đi, phía trên mọc đầy thủy thực vật, đại môn song sắt cũng đã hoàn toàn hư thối, Tiêu Viêm chậm rãi lơ lửng bay vào, thực vật dày đặc sống dưới nước cơ hồ đem nơi này hoàn toàn trang trí một lần, hoàn toàn bao trùm lấy, trung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, bốn phía đều là một mảnh đen kịt như là quỷ thành, không có nửa điểm sinh khí, thỉnh thoảng còn có trận trận lạnh lưu gào thét, sẽ làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại cảm giác bất an, nơi này cái gì cũng đều không có, Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực cảm ứng một chút, tiếp tục hướng bên trong nghịch linh viện tiến vào, thẳng cho tới quảng trường, bốn phía đại bộ phận đều là đen kịt một màu, chỉ có một ít hải sinh thực vật phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, hào quang nhỏ yếu lộ vẻ càng thêm thanh lãnh mà tại trên quảng trường mơ hồ trông thấy một cái hình cầu cự đại bất quá giờ phút này bên trên hình cầu cũng là hiện đầy tảo biển thấy không rõ bản thân bộ dáng ánh mắt tiêu viêm cũng là khẽ quét mà qua cũng không có để ý coi chỉ là một cái vật phẩm trang sức bỗng nhiên một tiếng giòn minh hình cầu to lớn lóe ra hào quang màu xanh lam cùng lúc đó cảm thấy một cỗ mạnh lưu đem toàn bộ tảo biển bên trên hình cầu to lớn xông cách lộ ra bộ dáng chân chính tiêu viêm giật mình lập tức tinh thần tỉnh táo Xoay người nhìn thấy khối cầu này, đột nhiên có một loại cảm giác nhìn rất quen mắt, Tiêu Viêm đã từng gặp qua, chính là quả cầu thủy tinh giống như của Đại tế ti, Tinh Không Chi Nhãn, Tiêu Viêm sợ hãi than nói, Tinh Không Chi Nhãn này cùng của Đại tế ti gần như giống nhau, duy nhất khác biệt chính là cái Tinh Không Chi Nhãn này thể tích lớn hơn rất nhiều, Tinh Không Chi Nhãn thật lớn, thời điểm ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sang, cảm giác linh hồn của mình đều bị hút giật vào, lập tức lắc lắc đầu ổn định tâm thần, đồ vật thật quỷ dị, cái đồ chơi này thật sự có thể nhìn trộm tương lai sao? Tiêu Viêm con mắt Tiêu Viêm đến gần Tinh Không Chi Nhãn, ẩn chứa trong đó ngàn vạn tinh thần nhìn kỹ sẽ phát hiện nhằm lại sợ hãi than nói ngàn vạn tinh thần này có quy luật tổ hợp lại với nhau tạo thành một con mắt thời điểm lại lần nữa đến gần tiêu viêm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp xả lực đem hắn lập tức hấp xả tiến vào bên trong tinh không chi nhãn bên trong tiêu viêm lập tức giật mình lập tức phấn khởi phản kháng bất quá vô luận tiêu viêm như thế nào phản kháng từ đầu đến cuối cảm giác chính mình lâm vào bên trong một cái vòng xoáy chính mình căn bản là không có cách tránh ra tiêu viêm cảm thấy một trận mê muội vả lại trước mặt tiêu viêm xuất hiện rất nhiều hình tượng đứt quãng trong tấm hình tiêu viêm bàn tay vuốt ve nghiệm ma thạch bia khuôn mặt nhỏ ngây thơ mang theo không cam lòng nhìn xem ba chữ đấu chi lực hình tượng nhất chuyển ma thú sơn mạch một nam một nữ ôm nhau song phương gương mặt ửng đỏ cùng vân vận lần đầu tiên gặp mặt từng màn phẳng phất ngay tại như hôm qua nhưng đảo mắt chỉ là trong nháy mắt chính là qua trăm ngàn năm hình tượng vẫn tại không ngừng lấp lóe đây đều đến từ ký ức của tiêu viêm tiêu viêm nhìn những hình ảnh này nội tâm cũng là động dung biểu hiện trên mặt khác nhau một hồi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối một hồi lại tại hạnh phúc cười ngây ngô một hồi vừa đau buồn vạn phần nhìn xem ký ức của mình trong lúc nhất thời để tiêu viêm trong mối cảm xúc ngổn ngang tiêu viêm thở dài một hơi hồi ức để hắn giờ phút này vô cùng tưởng niệm quê hương của mình tưởng niệm người nhà của mình tưởng niệm cố nhân tuế nguyệt vẫn có một số việc có ít người đều đã cảnh còn người mất tiêu viêm cảm giác linh hồn của mình nhận lấy một cỗ lực áp bách cường đại vạn vẹo cái này khiến tiêu viêm phi thường khó chịu bất quá cảm giác như vậy chỉ là một lát sau liền biến mất thế giới trước mắt tiêu viêm lập tức một mảnh sáng sủa bầu trời sáng tỏ ngay cả một đám mây đều nhìn không thấy bốn phía tràn đầy các loại âm thanh náo nhiệt gào to đây là thánh thành trước thiên địa hạo kiếp thành thị phồn hoa người người nhốn nháo mà tại bên người tiêu viêm cũng có từng đạo bóng người gào thét mà qua dường như không nhìn thấy tiêu viêm ân công lúc này một thanh âm tại bên tai tiêu viêm vang lên tiêu viêm thuận theo đạo than hâm này nhìn lại chỉ thấy được một thân ảnh sau lưng hắn đây là một con rùa đen hóa thành nhân hình tiêu viêm một chút liền nhận ra đây chính là đại tế ti chỉ bất quá thời khắc này đại tế ti nhìn tinh thần sung mãn bộ dáng trẻ tuổi không giống như bộ dáng tuổi già sức yếu như trước đó đại tế ti tiêu viêm kinh ngạc nói ân công là đang gọi ta ta cách cấp độ đại tế ti còn rất xa xôi người của huyết thần giới chẳng mấy chốc sẽ giết tới mong rằng ân công có thể cứu tộc ta mau cứu đấu để đại lục đi đại tế ti khẩn thiết nói tiêu viêm ngần người hiện tại đến cùng tình huống là như thế nào xem ra hắn là bị tinh không chi nhãn dẫn tới đấu đế đại lục trước thiên địa hạo kiếp ta làm sao cứu các ngươi tiêu viêm dò hỏi ân công đi theo ta ngươi chỉ cần khởi động trận pháp này thì có thể bảo vệ một bộ phận người đại tế ti vẻ mặt nghiêm túc nói với tiêu viêm tiêu viêm cũng gật gật đầu giờ phút này cũng chỉ có đi theo đại tế ti thôi đại tế ti mang theo tiêu viêm đi vào lỗ sâu trước đó cũng chưa phát hiện lập tức đem bản thân cùng đại tế ti truyền đưa đến một chỗ rừng rậm tiêu viêm cẩn thận quan sát một chút bốn phía nơi này đối với tiêu viêm rất quen thuộc tựa hồ trước đó đã gặp qua ân công xin mời đi theo ta đại tế ti nhìn bốn phía rồi nói với tiêu viêm tiêu viêm gật gật đầu vẫn cẩn thận quan sát bốn phía, loại cảm giác này quá quen thuộc, nhưng tự hồ như cùng trong trí nhớ lại có chút khác biệt, cho đến khi thấy được một cái huyệt động, tại bên trong một mảnh lục hải, có một cái hang động cự đại, giống như dưới mặt đất lõm hình thành, cái này là ma thú gia tộc, tiêu viêm kinh ngạc nói, đại tế ti nghe vậy ngần người, cái gì ma thú gia tộc, bọn chúng tại thánh thành, cũng là một trong những thế lực đỉnh tiêm trên đấu đế đại lục, cái huyệt động này vừa vặn mở ra tới, chính là trận pháp cần thiết, đại tế ti nói, tiêu viêm giật mình lập tức kịp phản ứng có lẽ lúc ấy cự hy thành còn rất nhỏ bé thậm chí còn ít người biết đến, Tiêu Viêm có chút xấu hổ, không nói chuyện, tiếp tục đi theo đại tế đi hành tẩu, hắn đến đi tới trong huyệt động, lúc này trong cái huyệt động này cũng không có cấm chỉ phi hành, bất quá cửa hang vẫn như cũ truyền đến hoành gió cường hãn, đi thôi ân công, địa phương chúng ta cần tới ở phía dưới, ân công yên tâm đi, không có nguy hiểm gì đâu, đại tế đi -ti nói, Tiêu Viêm cũng vẫn như cũ gật gật đầu đi theo đại tế Eti bay vào trong huyệt động, tiến vào hang động về sau, tình huống ở bên trong hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng, trong huyệt động cũng không phải là một vùng tăm tối, trái lại là sáng rực, bốn phía trên vách động đều phát ra quang mang mãnh liệt, đem toàn bộ hang động chiếu sáng trưng, mà tại vách tường bốn phía có một vòng lỗ nhỏ, mười phần chỉnh tề sắp xếp, mà mỗi cái cửa hang đều có một thân ảnh đứng đó, những thân ảnh này lớn nhỏ đều không cùng, nhưng đều tản mắt ra khí tức cường đại. Hừ, đây chính là kỳ tích mà đại tế Eti nói tới sao? Một tên nhân loại nhân loại nhất tinh đầu tiên, chúng ta phủ bụi thật sự có thể ỷ lại người này sao các ngươi ít nói vài lời đi nghe đại tế ti tiên đoán của đại tế ti không có khả năng phạm sai lầm chỉ hy vọng như thế đi tiêu viêm xuất hiện để trong huyệt động lập tức nhắc lên một mảnh xôn xao tiếng trò chuyện không ngừng bên tai tiêu viêm nghe được càng nhiều là tiếng chất vấn cái này khiến tiêu viêm cảm nhận được một loại áp lực vô hình hai đạo thân hình chậm rãi đi tới chỗ sâu nhất của hang động huyệt động to lớn tối thiểu dung nạp mấy vạn người mỗi một cá nhân thực lực đều cực kỳ cường hãn tiêu viêm trong lòng càng ngày càng rung động ân công chắc hắn ngươi cũng cũng đoán được một chút rồi đi tới tận cùng đáy của hang động ngẩng đầu đã nhìn không thấy cửa hang động huyệt sáng rực giống như mặt trời giữa trưa tiêu viêm quét mắt bốn phía ánh mắt lại về tới trên thân đại tế ti nếu chỉ để ta là một quân cờ trên bàn cờ ta tất nhiên không dễ dàng điều khiển nhưng ta muốn nghe xem đối thủ của ngươi trên bàn cờ này là ai tiêu viêm bình tĩnh nhìn đại tế ti trước mắt đại tế ti tốn công tốn sức đem tiêu viêm kéo vào ván cờ này chắc hẳn cũng nhất định có mưu đồ đối thủ của ta chính là huyết thần giới hạo kiếp sắp xảy ra bây giờ đấu đế đại lục không thể nào là đối thủ của huyết thần giới cho nên chúng ta nhất định phải bỏ lợi nhỏ bảo toàn đại cục, nếu không làm như vậy, liền là chân chính lâm vào vạn kiếp bất phục, rất khó thay đổi thế cục này, mà ân công là mấu chốt trong đó, ân công thành, thì đại cục thắng, đại tế ti nhìn tiêu viêm, ngữ khí ngưng trọng nói, ta chắc hẳn nơi này người cường đại hơn ta chỗ nào cũng có đi, tiêu viêm ta có tài đức gì mà gánh chức trách lớn này, tiêu viêm nghi hoặc lại lần nữa quét mắt một vòng bốn phía, nơi này nhất tinh đầu tiên chỉ là một số ít người, trong đó còn có sự tồn tại càng cường đại hơn, mà đại tế ti đã chỉ nói rõ tiêu viêm mới là mấu chốt để chiến thắng bàn cờ này cái này khiến tiêu viêm tự nhiên có chút khó hiểu ân công vẫn chưa rõ sao đại tế ti nhìn tiêu viêm trên mặt lộ ra mỉm cười tiêu viêm thần sắc động lại bởi vì ân công là giới chủ của mảnh giới không này ân công thành thì đại cục thành đồng thời ân công thân phụ vô số ba kỳ vật nếu ân công đáp ứng chỗ ta còn có thể tặng thêm cho ân công mấy cái cái này liên quan đến vận mệnh của đấu đế Đại lục về sau có thể lại lần nữa quật khởi hay không, mong rằng Ân công nghĩ lại, Đại tế Ti thành khẩn nói, Đại tế Ti nói đùa rồi, chuyện ta đáp ứng đã không trọng yếu, giờ phút này ta đã trở thành một quân cờ trong bàn cờ này, đã không có đường lui, Tiêu Viêm lập tức không có chút cố kỵ trả lời, Đại tế Ti lúng túng cười một tiếng, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, Ân công mưu trí, quả nhiên là ngàn lo không mất, Ân công bây giờ có suy nghĩ gì, Đại tế Ti hỏi, Tiêu Viêm nhún vai, đấu đế đại lục trước đây có lẽ không liên quan gì đến ta, nhưng đấu đế đại lục hiện tại lại là nhà của ta, đấu đế đại lục có thể lại lần nữa quật khởi với ta mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn lần này ta liền cam nguyện trở thành con cờ của ngươi bất quá cũng chỉ một lần này thôi tiêu viêm chậm rãi nói xong lời cuối cùng lời nói xoay chuyển lăng lệ chi thế phát ra đa tạ ân công bất quá dưới mắt, còn cần ân công hỗ trợ, kích hoạt đại trận, tất cả mọi người ở nơi này là tồn tại đứng đầu của đấu đế đại lục, đợi lúc mấu chốt, chính là một chi đủ để cho đấu đế đại lục quật khởi lực lượng lần nữa, đại tế ti chậm rãi nói, Tiêu Viêm nhìn mấy vạn người bên trong huyệt động, mới minh bạch tới, nguyên lai là đại tế ti muốn những cường giả này, ẩn trốn ở đây tránh né thiên địa hạo kiếp, không bị huyết thần giới đồ sát, giữ lại thực lực, chờ đợi ngày quật khởi, trong huyệt động, mỗi cái cửa hang đều có một thân ảnh đang đứng ánh mắt của bọn hắn cơ hồ cùng nhau nhìn xuống, đồng thời nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm ở đáy động, bọn hắn phần lớn ánh mắt đều mang chút khinh miệt, thậm chí mang theo một chút sát ý, cái này khiến Tiêu Viêm rất không thoải mái, ta nhìn những người này tựa hồ cũng không cần trợ giúp của ta, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng nói, cảm nhận được sát ý trong những ánh mắt này mang đến, nhẹ nhàng ngửa đầu, ánh mắt bình thản quét mắt mọi người, rầm rầm rầm, Tiêu Viêm cánh tay một trương, từ thể nội, tất cả thiên hỏa Linh ấn cùng quỷ linh toàn bộ bay ra, xoay quanh tại bốn phía thân thể hắn, lại lần nữa nâng lên ánh mắt, nhìn bốn phía tràn đầy ngạo nghễ, cũng ngay một khắc này những ánh mắt khinh miệt toàn bộ biến thành kinh dị trên mặt của mỗi người đều tràn ngập ra vẻ mặt bất khả tư nghị mấy chục đạo thiên hỏa giống như một vòng ánh dương quay chung quanh bên người tiêu viêm màu sắc khác nhau nhưng đều tản ra cảm giác khủng bố cực nóng mà quỷ linh cùng linh ấn cũng là không tầm thường bộ dáng càng là huyền diệu ba kỳ vật trong tay tiêu viêm có xếp hạng cao có xếp hạng thấp nhưng đều có công năng phi thường đặc thù những ba kỳ vật này tại thiên địa hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục càng làm cho người ngấp nghé mấy vạn ánh mắt bên trong hang động cơ hồ có thể nói là hấn kinh sau đó lại đến điên cuồng tiêu viêm lại lần nữa nhắc lên một mảnh xôn xao cũng không phải trong tay những người này không có ba kỳ vật chỉ bất quá đám bọn hắn ba kỳ vật nhiều nhất sẽ không vượt qua ba loại mà ba kỳ vật của tiêu viêm cộng lại có vài chục loại tự nhiên ba kỳ vật trong tay những người này hiển quá mức không có ý nghĩa người này lại đồng thời có được nhiều ba kỳ vật như vậy cái này làm sao có thể cái này cái này người mạnh nhất trong chúng ta nơi này cũng chỉ có được hai cái linh ấn xếp hạng hơi thấp đã là tồn tại phi thường nghịch thiên mà người này không chỉ có được ba kỳ vật, hơn nữa còn có số lượng nhiều như vậy, nếu như ta không có nhìn sai, cái đạo tử sắc kia chính là xếp hạng thứ 5 tử kim linh ấn, cái kia là xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đại nhật kim ô viêm, cùng đại âm kim ô viêm, bọn chúng không phải kẻ thù truyền kiếp sao, làm sao có thể, thật bất khả tư nghị, mà những ba kỳ vật này không đều còn tại trên người những đại nhân ở thánh thành kia sao, tại sao lại xuất hiện tại tiểu tử này? Âm thanh chất vấn cùng tranh luận trong việc động liên tiếp, ân nhân, kỳ thật không có cần thiết, thời gian sẽ chứng minh cho bọn hắn thôi, đại tế ti cười cười, tự nhiên minh bạch mục đích tiêu viêm đem ba kỳ vật bày ra chính là muốn chấn nhiếp những người tự cho là rất cường đại này muốn đem những suy nghĩ không phục kia toàn bộ bỏ đi ta không thích bị người khác dùng ánh mắt chất vấn đã lựa chọn ta ta liền muốn làm cho tất cả mọi người đều thần phục ta tiêu viêm khẽ ngẩng đầu cho dù nơi này có rất nhiều cường giả so với hắn lợi hại hơn nhưng tiêu viêm thời khắc này khí chàng lại là mạnh nhất ánh mắt liếc nhìn ở giữa uy áp tản ra đám người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ từ nay về sau thu liễm lại sát ý cùng khinh nghiệt của các ngươi đi nếu lại xuất hiện tình huống như hôm nay ta chẳng cần biết ngươi là ai ta tất phải giết tiêu viêm giữa lòng mày trầm xuống con mắt trở nên thon dài bên trong ánh mắt mang theo huyết mang từ trên thân hắn phát ra sát ý càng mạnh hơn tiêu viêm lời nói hoàn tất về sau trong huyệt động không người dám lại có nửa câu ngữ giờ phút này càng không có ai đi chất vấn tiêu viêm nữa trong huyệt động một đạo thân ảnh giả nua ngồi xếp bằng một mực đóng chặt đôi mắt giờ mới chậm rãi mở ra ánh mắt hướng phía tiêu viêm nhìn xuống tại trên thân tiêu viêm dừng lại một hồi liền thu hồi ánh mắt tiếp lấy đạo thân ảnh này nhẹ nhàng phát ra một thanh âm kẻ này dám lấy nhất tinh đấu tiên chi lực chấn nhiếp toàn trường có mấy phần vương giả phong phạm hy vọng giới không lựa chọn không có sai không ít người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh này tiêu viêm lúc này hài lòng gật đầu đem ba kỳ vật thu sạch trở về thể nội ánh mắt mới chậm rãi chuyển hướng đại tế ti hắn chính là giới chủ của chúng ta đến từ đấu đế đại lục tương lai tương lai các ngươi đều là người dưới trướng hắn chúng ta đều có cùng chung mục tiêu chính là báo thù đại tế ti cũng nhìn một vòng bóng người trên hang động thanh âm cứng cỏi hữu lực truyền đến trong tai của mỗi người Thời điểm nghe được hai chữ giới chủ, tất cả mọi người con ngươi đều không tự chủ có rút lại một chút, tiếp theo giới chủ sẽ trợ giúp chúng ta kích hoạt đại trận, đem tất cả mọi người ngủ say, có lẽ sẽ ngủ say ngàn năm, vạn năm thậm chí càng lâu hơn, một mực chờ đợi thẳng đến thời cơ chín muồi, đến lúc đó, các ngươi sẽ trở thành một chi quân đội mạnh nhất đấu đế đại lục, thu với huyết thần giới, kiểu gì cũng sẽ hoàn trả. Thanh âm đại tế ti trong huyệt động chậm rãi khoách tán ra, bởi vì hang động tính phong bế, hồi âm một vòng một vòng nhộn nhạo lên, ân công, thời gian của ngươi không nhiều lắm, tinh không chi nhãn thời gian chỉ có mấy canh giờ, Nhanh kích hoạt đại trận đi, chợt đại tế Ti quay đầu nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật gật đầu, đại trận này chính là vì Phong Tồn thời gian, Ân Công hắn là có được lực lượng thuộc về giới không, chỉ có cỗ lực lượng này mới có thể kích hoạt đại trận, mà cái cột đá này chính là đại trận trận nhãn, Ân Công đem giới không lực lượng rót vào trong đó, liền có thể kích hoạt đại trận, trước mặt đại tế Ti có một cái cột đá nhìn qua cũng không đáng chú ý, trên mặt đất lại có một đầu đường vân, đường vân phân tán mà ra, giống như đại thụ cuộn rễ đường vân đầu cuối kết nối lấy mỗi một cái huyệt động tiêu viêm đi tới trước cột đá bàn tay chậm rãi đặt ở trên trụ đá vận dụng tất cả giới không chi lực trong thể nội bắt đầu rót vào trong trụ đá theo giới không chi lực rót vào cột đá bộc phát ra lam sắc quang mang trứng mắt tiêu viêm giới không chi lực giống như bị chuyển hóa thành chất lỏng màu xanh lam sau đó theo đường vân trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi ra cả cái huyệt động giờ phút này đều bị lam quang tràn ngập bên trong mỗi cái huyệt động cỗ lực lượng này đem mấy cửa động phong tồn ngoài cửa hang xuất hiện một tầng bình chướng mà người ở bên trong cũng trong nháy mắt bị động lại ngay cả khí thức cũng là tại trong một cái chớp mắt biến mất hoàn toàn không cảm giác được nửa ngày về sau trong huyệt động tất cả khí thức đều biến mất đột nhiên trong huyệt động yên tĩnh đến đáng sợ âm thanh hô hấp đều chỉ còn lại có đại tế ti cùng tiêu viêm ân công đại trận kích hoạt hoàn thành đại tế ti hưng phấn nói tiêu viêm chưa bao giờ thấy qua loại trận pháp này trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần đại tế ti xem ra trừ đại trận này còn lưu lại cho ta không ít phiền phức tiêu viêm nhìn đại tế ti có chút tức giận nói Đại tế Ti cũng là cười cười xấu hổ, Ân công, chắc hẳn trong hành trình đến đây, trong tay cũng đã cứu không ít người đi, nghĩ đến Ân công cũng hiểu ra ý nghĩa trong đó, Ân công đã thuận theo lời tiên đoán của ta cứu những người kia, nói rõ Ân công ý chí đấu đế đại lục thương sinh, chứng minh đấu đế đại lục giới không không có chọn nhầm người, Đại tế Ti cười nói, tự nhiên là không ngừng thổi phòng tiêu viêm, ít dùng bài này, ta chỉ là muốn bảo vệ cho những người quan trọng của ta thôi, cái gì mà ý chí thương sinh chứ? Tiêu Viêm khoát tay áo, hiện tại xem như minh bạch tiên đoán của đại tế ti, chính là không ngừng dẫn dắt Tiêu Viêm đi chợ giúp đấu đế đại lục, muốn để Tiêu Viêm mang theo sự nghi ngờ này bị ép tiến lên, ân nhân, ta biết một cái chữ tạo hoàn toàn không thể biểu đạt sự thành tâm của ta, thế nhưng ta nghĩ vẫn phải cảm ơn ngươi, đại tế ti đối với Tiêu Viêm thật sâu là một đại lễ, ta hiện tại chỉ muốn biết, lời tiên đoán của ngươi đến cùng đã kết thúc chưa? Tiêu Viêm thở dài một hơi, loại cảm giác bị đại tế ti nắm mũi dắt đi rất khó chịu, nhưng tự hồ lại là chuyện nhất định phải đi làm, không cách nào lựa chọn, ân nhân, lời tiên đoán của ta kỳ thật chính là một cái hoang ngôn, hoàn toàn chính xác. Tinh không chi nhãn có thể trông thấy rất nhiều chuyện quá khứ cùng tương lai, nhưng lại không cách nào nhìn thấy sự tình cụ thể phát sinh. Đại bộ phận chỉ là ta mượn nhờ thấy để suy đoán, ta lưu lại tỉ vi ngôn ngữ, chỉ bất quá chỉ là tại dẫn đạo ân nhân mà thôi, cho nên ta phải cảm ơn ân nhân trong tương lai trợ giúp những người kia. Nếu không có ân nhân, tương lai đấu đế đại lục không dám tưởng tượng. Đại tế ti cười cười xấu hổ nói. Tiêu viêm nghe xong, trên mặt biểu lộ trì trệ, tình cảm bị đại tế ti đổ nghịch một đường, tất cả đều là lừa hắn ta có thể mắng ngươi sao tiêu viêm cảm thấy mình lại bị trở thành đồ đần bị đại tế ti đùa nghịch xoay quanh ân nhân đi theo đường ta chỉ đi thu hoạch không phải cũng rất nhiều sao nếu ân nhân khăng khăng muốn mắng ta vậy liền mắng chửi đi ta lắng lặng nghe tuyệt không nói lại đại tế ti có chút vô lại nói làm bộ đã làm xong rửa tay lắng nghe nhìn bộ dáng của đại tế ti lần này tiêu viêm có một loại cảm giác thật sâu bất đắc dĩ nhưng tựa hồ đại tế ti lại nói thật sự có lý đoạn đường này tiêu viêm thu hoạch thật không nhỏ đã nói xong cho ta ba kỳ vật còn không đưa cho ta ừm đã cho ngươi rồi Đại tế Ti cười thần bí, Tiêu Viêm thân ảnh liền cấp tốc tán đi, linh hồn lại lần nữa cảm thấy một trận khó chịu, vượt qua thời không cảm giác thật là không dễ chịu, thậm chí để Tiêu Viêm có một loại cảm giác nôn mửa, bất quá còn tốt chính là, loại cảm giác này cũng không dài, Tiêu Viêm lúc lại lần nữa mở mắt ra, đã trở lại bên trong nghịch linh viện, Tiêu Viêm sau khi trở lại hiện thực, lập tức cảm thụ trong cơ thể của mình, cũng không có phát hiện ba kỳ vật mới, lão gia hỏa này, hắn là lại lừa ta, Tiêu Viêm vỗ tay một cái, hiện tại thật hối hận vừa mới không có hung hăng đánh đại tế Ti một cái, Tiêu Viêm trong lòng hối hận chỉ muốn chửi thề ánh mắt quét mắt bốn phía, bỗng nhiên đưa ánh mắt đến bên trên tinh không chi nhãn, hắn lại lần nữa đưa bàn tay đặt ở trên tinh không chi nhãn, bỗng nhiên, tinh không chi nhãn làm quang lóe lên, trực tiếp chui vào trong mi tâm Tiêu Viêm, sau đó tin tức bằng bạc tràn vào trong óc Tiêu Viêm, xếp hạng thứ nhất, tinh không chi linh, Tiêu Viêm lập tức kinh ngạc vô cùng, nguyên lai like, tinh không chi nhãn này chính là quỷ linh, mà lại là xếp hạng thứ nhất, loại này năng lượng trong nó so với trước đó, hấp thu quỷ linh cường đại hơn rất rất nhiều, rất nhiều tin tức liên quan tới tinh không chi linh hiện trong đầu Tiêu Viêm nhưng lại không có ký ức chủ nhân đời trước đó chính là nói tinh không chi linh rất có thể chưa hề nhận qua chủ nhân cũng chưa từng bị người thu phục qua tiêu viêm trong lòng nhất thì ý vị này có nghĩa năng lượng của tinh không chi linh chưa hề bị người hấp thu nên năng lượng sẽ là vô cùng khổng lồ với bài danh quỷ linh đệ nhất này vấn đề linh hồn chi lực lạc hậu của tiêu viêm đã được giải quyết nếu là thực lực đầy đủ tinh không chi linh tinh không chi nhãn có thể nhìn rõ nhiều thứ hơn xếp hạng thứ nhất quỷ linh thực sự là danh bất hư truyền nha đại tế ti lão nhân này cũng coi như có chút lương tâm nơi này hẳn là không còn thứ gì khác nữa nhìn nghịch linh viện như là phế tích tiêu viêm đem tinh không chi linh hấp thu về sau bốn phía chính là chỉ có hải sinh thực vật phát ra ánh sáng yếu ớt tiêu viêm nhìn một vòng bốn phía về sau ánh mắt bỗng nhiên bị mặt đất hấp dẫn chậm rãi ngồi xuống nhẹ nhàng chạm đến mặt đất thử gõ gõ cái này thử một lần ngược lại để tiêu viêm lại lần nữa giật mình âm ầm, tiếng oanh minh thanh thúy mặt đất bắt đầu run rẩy phía dưới nham thạch bắt đầu chóc ra sau đó một vòng một vòng đường vân không ngừng xuất hiện, mặt đất bắt đầu không ngừng lên cao, Tiêu Viêm giật mình, lập tức lơ lửng mà lên, từ mặt đất rời đi, lắng lặng nhìn dưới chân biến hóa, những này là, Tiêu Viêm thanh âm đều có chút run rẩy, mặt đất hoàn toàn thăng lên, tại trước mặt là một cái bình đài, phía trên có năm đạo quang mang, bên trong quang mang, Tiêu Viêm nhìn thấy thiên hỏa, quỷ linh, Linh ấn, nơi này không ngờ lại còn có ẩn tàng năm đạo ba kỳ vật. Tiêu viêm còn tưởng rằng Đại Tế Ti chỉ để lại tinh không chi linh cho hắn, nhận được quỷ linh xếp hạng thứ nhất tinh không chi linh vốn là đã rất vui mừng, bây giờ có thêm năm đạo ba kỳ vật, quả thực chính là trong vui mừng kinh hỉ. Nơi này có một cái thiên hòa, hai cái quỷ linh, hai cái linh ấn, chỉ là chẳng biết là xếp hạng bao nhiêu. Tiêu viêm đánh giá năm đoàn ba kỳ vật màu sắc khác nhau, Tiêu viêm đang chuẩn bị đi điều tra thì bỗng nhiên thần sắc cứng lại, Tiêu viêm vung tay áo bảo trực tiếp đem năm đạo ba kỳ vật trước thu nhập xem ra bọn hắn đã gặp sự tình gì rồi, phải cấp tốc tiến đến, Hồng Nhi, giao long hạm đến, Tiêu Viêm cấp tốc bay khỏi nghịch linh viện, cảm giác được mọi người bóp nát ngọc phù, như vậy liền khẳng định xuất hiện chuyện mà bọn hắn không cách nào giải quyết, ong ong, giao long hào lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tiến vào bên trong giao long hào, sau đó hướng phía cảm giác được ngọc phù bị bóp nát cấp tốc chạy tới, nơi này lỗ sâu đều rất là xấu. Di tích chiếm cứ khu vực lại rất lớn, chuyển di giữa các khu vực, cho dù là tiêu viêm cùng giao long hào sử dụng tốc độ nhanh nhất, cũng đều cần không ít thời gian, bất quá dứt khoát chính là, khoảng cách cũng không phải là rất xa cũng chỉ là tại nửa ngày về sau tiêu viêm đã đến nơi cần đến tiêu viêm lập tức rời khỏi giao long hào trong lòng có chút bất an xem ra bọn hắn cũng đều là kết bạn mà đi vẫn chưa đơn độc hành động nơi này vị trí hẳn là một tòa đại điện cũng không thuộc về cái trùng tộc nào bọn hắn làm sao lại tới đây tiêu viêm nhìn thoáng qua địa đồ sau đó ngửa đầu nhìn chung quanh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh vẫn chưa trông thấy thân ảnh của đám người khiếu chiến tiêu viêm rời đi khỏi giao long hào về sau chính là tiến vào bên trong di tích mà cấp tốc ánh vào trong tầm mắt của tiêu viêm chính là một cái đại điện cự hình khác biệt với tất cả kiến trúc bốn phía hình thể khổng lồ đủ để gây nên chú ý tiêu viêm dùng linh hồn chi lực cấp tốc nhô ra hiện tại còn chưa kịp hấp thu tinh không chi linh vẫn là thế giai hậu kỳ linh hồn chi lực, bất quá thế giai linh hồn chi lực có thể bao trùm phạm vi đã phi thường rộng lớn, dò xét đại điện, liền phát hiện linh hồn của mình chi lực căn bản là không có cách nào xuyên thấu, không cảm giác được tình huống bên trong, hy vọng các ngươi đều không có xảy ra chuyện, Tiêu Viêm không cách nào, tùy ý đi tìm liền lộ ra mù quáng một chút, vị trí Ngọc Phù bóp nát đại khái chính là nơi này, mà chung quanh Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực, cũng không có phát hiện có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào tồn tại, nghĩ đến xác suất cao mọi người hiện tại hắn, là đã tiến vào bên trong đại điện này rồi, Tiêu Viêm thân hình dần dần hạ xuống, rơi xuống bên trong đại điện sàn nhà dị thường khỏe mạnh nhưng tích lũy rất dày bụi đất nước bùn tiêu viêm rơi xuống đất chính là nhấc lên một mảng lớn cho bụi tiêu viêm cúi đầu nhìn lại liền phát hiện bốn phía cũng có vết tích mới càng thêm xác định mọi người hẳn là toàn bộ đã tiến vào trong này cái đại điện này có chút cổ quái hắn là ẩn giấu đi thứ gì tiêu viêm cau mày trong di dích u ám nặng nề mà đột ngột xuất hiện đại điện to lớn khiến cho bốn phía kiến trúc đều trở nên rất nhỏ bé mà bản thân đại điện tựa như một con quái vật đồng dạng đứng lặng ở đây cho người cảm giác dị thường quái dị bất quá có lẽ chỉ là bởi vì nguyên nhân cổ xưa nếu là lúc trước nói không chừng là một cái đại điện phi thường lộng lẫy hắn là tại bên trong thánh thành có tác dụng rất là đặc biệt tiêu viêm không cần quan tâm nhiều cấp tốc bay vào bên trong đại điện vết tích trên cửa đá của đại điện cũng rất mới xem xét liền là vừa vặn mở ra không lâu bên trong đại điện cũng không có một vùng tăm tối từng cây cự hình cột đá rất có sắp xếp trên mỗi một cây trụ đá đều có một chiếc đèn đuốc cũng không có bị nước biển rội tắt y nguyên phát ra cường thịnh quang mang cái khí tức này tiêu viêm vừa tiến vào đại điện chính là nhướng mày thân hình lại lần nữa ra tốc không kịp dò xét bốn phía bởi vì tiêu viêm cảm thấy một mùi nguy hiểm bên trong đại điện dị thường rộng lớn nhưng trừ ở giữa một đầu hành lang bị đèn đuốc chiếu sáng bốn phía đều là đen kịt một màu hoàn toàn thấy không rõ tiêu viêm dùng linh hồn chi lực đem bốn phía đen nhánh đều ôm đồm nhưng cũng không từng phát hiện ra khí tức của sinh vật gì còn ở phía trước tiêu viêm thân hình trong đại điện bạo lướt cuối cùng đi tới nơi cuối cùng của đại điện tiêu viêm nhìn thấy sáu thân ảnh hiện lên hình chữ đại lơ lửng giữa không trung tựa hồ cũng đã mất đi ý thức, Tiêu Viêm lập tức đi tới trước mặt mọi người, mà giờ khắc này, ánh mắt lại bị thân ảnh trước mặt mọi người hấp dẫn tại phía trước nhất, có một cái bảo tọa, mà trên bảo tọa trông thấy một thân ảnh đầu đội lấy một cái vương miện, nhưng bởi vì nước biển ăn mòn, đã kinh biến đến mức mục nát không chịu nổi, một cái tay cầm một thanh đại kiếm, tản mắt ra một loại uy nghiêm cùng bá khí, có thể nhìn ra được, có thể ngồi tại trên bảo tọa này, 89 phần 10 chính là đại điện điện chủ, ừm, ngươi chính là người dẫn đầu của bọn hắn sao? Trên bảo tọa một đạo thanh âm trầm thấp, ngươi là người phương nào? Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, tại trên thân đạo thân ảnh này, tiêu chậm rãi mở miệng viêm cảm nhận được một loại cảm giác không thoải mái cảm giác hiện tại còn không cách nào xác định người này thiện hay ác người chết mà thôi là ai đã không quan trọng bất quá tòa đại điện này đã vài vạn năm không từng có người sống người có biết những ai xâm nhập vào đây đều sẽ chết thân ảnh chậm rãi mở miệng trên bảo tọa uy áp vô hình tản ra tiêu viêm sắc mặt cũng là trầm xuống dùng linh hồn chi lực cảm thụ một chút sáu người sinh mệnh khí thức vẫn còn ổn định nói rõ tạm thời không có nguy hiểm tính mạng tiêu viêm lật bàn tay một cái hỏa diễm bốc lên, thiên hỏa tuyên cổ xích chính là giữ trong tay, Tiêu Viêm còn không cách nào xác định thực lực của đạo thân ảnh này, nhưng có thể xác định, đạo thân ảnh này tất nhiên là đến từ thời kỳ viễn cổ, thực lực của người này không có khả năng yếu, xem ra, ý của Tiền Bối là không có ý định để chúng ta còn sống rời đi, ta vốn không ý mạo phạm, nhưng nếu Tiền Bối khăng khăng như thế, cũng chỉ có đánh một trận, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi nói, trên mặt cũng chưa từng có một tia sợ hãi, ha ha, thật sự là hậu sinh khảo ý, nhất tinh đấu tiên thực lực ngược lại là bá khí vô cùng, bây giờ ta cũng chỉ là một đạo tàn hồn, bất quá thật muốn đánh, coi như không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng mấy người bằng hữu kia của ngươi khả năng liền không có vận khí tốt như vậy, thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như tiền bối hôm nay muốn đem chúng ta lưu tại nơi này, vậy ta cũng chỉ đành liều mạng một lần, nhưng tiền bối giống như cũng không phải muốn lấy tính mạng của chúng ta, Tiêu Viêm chắc chắn nói, thân ảnh kia sững sờ, Tiêu Viêm tản ra sát ý, nhưng thân ảnh trên bảo tọa lại không có phản ứng, vậy nói rõ người này cũng không phải là thật muốn đánh với Tiêu Viêm một trận, như vậy lời nói trước đó cũng chỉ là đang thử thăm dò Tiêu Viêm mà thôi, nhìn tới vẫn là hữu dũng hữu mưu chủ nghĩ đến ngươi bây giờ chính là giới chủ của đấu đế đại lục thân ảnh cười cười dò hỏi tiêu viêm tựa hồ nhìn ra thân phận của tiêu viêm nhưng tiêu viêm hiện tại vẫn là không cách nào xác định người này là địch hay bạn không dám khinh thường ngươi là ai đừng làm ta mất kiên nhẫn tiêu viêm thần sắc trở nên nghiêm túc lên đi từ từ đến thân ảnh là một bộ khung xương không có huyết nhục trên cành xương tay là một thanh cự kiếm hóc mắt lại có hai chùm đỏ thẫm nhìn qua hết sức lạ thường dù hắn đã chết nhưng tại sao vẫn còn hình thái tồn tại này mà không phải là tàn hồn rắc rắc rắc, rắc. bộ khô lâu đứng dậy hắn lại đưa cái hốc mắt nhìn về phía thanh mộc nhi và tự ảnh bộ dáng thèm thuồng vô liêm sĩ nhưng khi tiêu viêm định ra tay đánh cho hắn một trận thì hắn lại nói muốn cho hai nàng một phần tạo hóa khi bị tiêu viêm dọa đánh và hỏi hắn mới thành thật trả lời hở ta tên là hạ tăng huy năm xưa ta từng là một nam nhân tiêu sái anh tuấn số một số hai người theo đuổi ta xếp hàng dài có đến một trăm linh hai mỹ nhân xinh đẹp tận tình đưa cho vô số lễ vật mừng sinh nhật khô lâu dạng dỡ nói chợt tay áo vung lên sàn nhà chính là ầm ầm vang vọng sau đó chậm rãi nhắc lên chỉ thấy tràn đầy vàng bạc châu báu hơn nữa còn có rất nhiều vũ khí cao cấp ầm ầm mặt đất không ngừng dốc lên xuất hiện từng cái không gian lớn nhỏ bên trong chất đầy các loại kỳ chân dị bảo mà ở vài thứ bên trong làm cho hai mắt tiêu viêm tỏa sáng chính là tràn đầy dược liệu đồng thời bảo quản phi thường tốt rất nhiều dược liệu dược lực điều tại hơn chín thành cũng không có bởi vì thời gian làm mất đi dược lực có thể nói những dược liệu này không hề tầm thường khô lâu khi biết nghe được tiêu viêm xác nhận mình là giới chủ của đấu đế đại lục hắn rất vui mừng vì chỉ có giới chủ mới có khả năng làm cho khô lâu hoàn toàn chết đi chứ không phải tiếp tục sống không bằng chết trong bộ dáng này mấy vạn năm trôi qua khô lâu đã cô độc tại đây chính là vì lời nguyền rủa của nhóm lão nương năm đó khô lâu hạ tăng huy khao khát được chết đi đúng là năm đó hạ quang được rất nhiều mỹ nhân yêu thích bất quá giữa tình yêu và thù hận khoảng cách thật mong manh thù hận tích lũy nhiều năm tháng cuối cùng đã khiến hạ quang rơi vào hoàn cảnh này người muốn chết thật sao sao không rời đi nơi khác tiêu viêm lại lần nữa nhìn về phía hạ tăng huy chăm chú hỏi, sao lại có người khao khát được chết như hắn? Bất quá Tiêu Viêm nghĩ lại, vài vạn năm đều ở lại đây, chỉ có một mình hắn, đến tột cùng là một việc nhàm chán cỡ nào, không thể tới trò chuyện cùng bằng hữu, không có thân nhân không có người yêu, thậm chí không có con cái, chỉ có một mình hắn. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.